Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương 111. Luôn là mèo của cậu Sáu đã từng yêu. Câu trả lời kiểu gì vậy? Bạch Sùng ngơ ngác một giây rồi vội vàng truy hỏi. Thế là ý gì? Tôi nói bừa thôi. Diệp Trần nhanh miệng đổi đề tài. Giờ chúng ta đi đâu? Tới căn cứ đi. Không phải cô cũng định tới thành phố B tòng quân hay sao? Chúng ta tới căn cứ gần đây bổ sung chút vật tư, nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Diệp Trần gật đầu, được. Diệp Trần bị trẹo chân, Bạch Sùng cõng Diệp Trần suốt cả quãng đường. Giờ anh ta không có gì năng, cứ đi được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ một lúc. Trên người Bạch Sùng có chút đồ ban nãy lấy được ở siêu thị, hai người ngồi ở rìa đường. Diệp Trần lục tung lên chọn được một lon cá hộp. Bạch Sùng nhìn cô ăn cá đóng hộp, bỗng nhớ tới con mèo của mình. Tôi có một con mèo. Bạch Sùng vừa ăn vừa thở dài. Không biết nó thế nào rồi. Diệp Trần giật giật vành tai, vốn định nói cho Bạch Sùng biết nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo, liếm liếm ngón tay bảo, đã là mặt thế rồi còn bận tâm một con mèo hả? Thế thì có gì không được. Bạch Sùng cười tươi, hàm răng sáng loáng, thịt mèo rất ngon. Diệp Trần sửng sốt, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi. Bạch Sùng nuôi cô, hóa ra là vì ăn. Thấy vẻ mặt thoáng vắng của Diệp Trần, Bạch Sùng lập tức bảo, đùa thôi, mèo con đáng yêu như thế, tôi không ăn đâu. Thế anh còn nuôi nó làm gì? Diệp Trần cúi đầu, liếm ngón tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu trả lời sai sẽ cào chết anh ta ngay. Bạch Sùng cười khang ha ha mấy tiếng, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng. Cô không biết là, Bạch Sùng từ tốn nói, mèo là một loài động vật rất dịu dàng sao? Diệp Trần không nói lại gì, im lặng lắng nghe. Ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, hai người ngồi ở rìa đường, xung quanh tua tủa cỏ dại. Mặt thế giúp loài cỏ dại có điều kiện sinh trưởng rất nhanh, đã cao gần tới ngang thắt lưng. Cả bụi cỏ lau rậm rạp, gió nhẹ nhẹ thổi qua, dưới ánh mặt trời, chúng trở nên đầy sống động, cả không gian đầy tiếng cỏ lau xào xạc hòa cùng tiếng gió, ngâm nga dịu dàng, ngũ quan khôi ngôi của Bạch Sùng phơi ra dưới nắng. Anh ta dõi mắt nhìn xa xăm, từ tốn kể, lúc tôi học trung học, trường có một con mèo, ngày ngày lúc tôi tan học, nó đều ngồi xổm ở cổng trường, có vẻ như là nhìn tôi đi về. Nó quơ quơ chân y như muốn chào tạm biệt. Sáng sáng tôi đến trường, có lúc thấy nó trong bồn hoa, có lúc lại ở trên ban công, lười biếng nhìn mọi người, vẫy vẫy bàn chân như muốn nói chào buổi sáng. Mèo có móng sắc, có niềm kiêu ngạo, mềm yếu và xinh đẹp nhưng đẹp mà vô dụng. Khi mạt thế tới, những thứ đẹp đẽ nhưng vô dụng sẽ là những thứ đầu tiên bị diệt vong. Nuôi Bạch Tiểu Trần không chỉ vì thấy nó đáng yêu. Nhìn thấy nó, tôi mới có cảm giác thời đại hòa bình tươi đẹp trong trí nhớ mình đã từng thực sự tồn tại. Nói xong, Bạch Sùng quay đầu sang nhìn Diệp Trần, tâm tình như vậy, cô có hiểu không? Diệp Trần không nói gì, cúi đầu quẳng vỏ hộp sang một bên. Lúc Bạch Sùng cho là cô sẽ không đáp gì thì cô bỗng lại nói, ừ. Bạch Sùng ngạc nhiên nhìn sang, Diệp Trần thờ ơ bảo, nhìn cái gì? Còn chưa đi tiếp à? Bạch Sùng gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống. Diệp Trần nhảy lên lưng anh ta, chê bai một câu, anh nên đi tắm đi, ba chị à. Bạch Sùng thở dài, ba chị có biết nước quý thế nào không? Diệp Trần ngẫm nghĩ, thấy Bạch Sùng nói cũng đúng nhưng chuyện Bạch Sùng không biết là, nước với những người khác thì rất quý báu nhưng với cô, người có cả siêu thị để mua sắm, thì nước chẳng phải là chuyện gì to tát. Tuy vậy, cô không thể nói rõ ra được. Diệp Trần nằm úp trên lưng Bạch Sùng, tìm cơ hội nghĩ cách để lấy nước ra một cách hợp lý cho hai người tắm rửa. Diệp Trần ngẫm nghĩ một hồi rồi bị ra một cái cớ. Có một chuyện tôi chưa nói cho anh biết. Diệp Trần thủng thẳng nói. Bạch Sùng ngoái đầu nhìn. Diệp Trần thờ ơ bảo, thực ra tôi có dị năng không? Giang, siêu vậy. Bạch Sùng thật sự thấy hơi khâm phục, chẳng những sức chiến đấu phi phàm mà còn có cả dị năng không gian, đây mới xứng là nhân vật chính có bàn tay vàng chứ.
Có điều đây là một cô gái, chẳng lẽ là chuyện ngôn tình sao? Nếu vậy thì thế giới này có nam nhân nào ưa nhìn chắc đều sẽ trở thành hậu cung của cô gái này hết nhỉ? Bạch Sùng nghĩ lan man, Diệp Trần thấy anh ta không tập trung, tiếp tục cường điệu. Chỗ tôi có một ít nước dùng để tắm rửa, nước rất. Tôi có một hồ ở trong không gian, lấy đó ra dùng. Bạch Sùng, không gian này xem ra hơi bị lớn, thế tôi có thể vào trong không gian của cô không? Bạch Sùng dè dặt hỏi ý, nếu có thể vào thật, anh ta thực sự muốn tắm. Anh ta vốn định đợi thêm chút nữa rồi cũng sẽ lén lút đi mua lấy một bình nước tắm. Tắm trộm xong sẽ kêu Diệp Trần lại, tránh để Diệp Trần hoài nghi. Nếu Diệp Trần có không gian, vậy thì tốt hơn nhiều. Thực ra Diệp Trần không có không gian, càng không có hồ nước trong không gian. Sao? Có thể đồng ý được. Vậy nên cô đáp ngay, anh thả tôi xuống, đứng chờ một bên. Tôi lấy nước ra xong sẽ gọi. Bạch Sùng ờ một tiếng, hai người đi vào trong đám cỏ, Diệp Trần nhảy lò cò một chân, mua một bộ đồ phòng tắm đơn xong, mua thêm một két nước, nối vòi tắm với két nước rồi đi gọi Bạch Sùng. Trong không gian của tôi có một phòng tắm, tôi lấy ra rồi, anh tắm trước đi, tắm cho sạch vào. Nói xong, Diệp Trần liền nhảy tới chỗ cửa phòng tắm, tắm đi, tôi trông cửa cho. Bạch Sùng im lặng nhìn hình dạng của phòng tắm, hình dạng của két nước, tâm trạng khá là phức tạp, kiểu phòng tắm này anh ta đã từng thấy rồi, két nước cũng từng thấy rồi, ở trong trang mua sắm, mã số 295, anh ta vốn định mua nhưng thấy đắt nên lại thôi, thế mà Diệp Trần lại có thể mua thoải mái như thế. Đến giờ này khắc này, Bạch Sùng đã hoàn toàn chắc chắn, Diệp Trần đúng là một người làm nhiệm vụ giống anh ta, hơn nữa còn có cấp bậc cao hơn anh ta, nhiều tiền hơn anh ta, vậy nên mới có thể tùy tiện mua đồ. Anh ta không mua nổi, cái người tên Tống Uyển Thanh ở thế giới trước, 89/10, chính là người này. Anh ta đã bị tẩy trừ tình cảm, không còn cảm xúc với những chuyện đã qua, nhưng gặp lại được người này vẫn cảm thấy có một thứ tình cảm đặc biệt không thể giải thích nổi. Không thể nói rõ nó là tình cảm gì, chẳng qua, nhìn thấy người này thì có cảm giác họ đã từng gặp nhau từ rất nhiều năm trước, chỉ vậy mà thôi. Bạch Sùng thở dài, đi vào phòng tắm, Diệp Trần đứng canh ở cửa, chờ Bạch Sùng tắm xong thì đưa một bộ quần áo vào. Bạch Sùng thay đồ xong, Diệp Trần đi tắm một chút cho sạch, sau đó, Bạch Sùng tiếp tục cõng cô đi về phía căn cứ. Lúc tới được căn cứ, trời đã gần tối, Bạch Sùng hơi trống mặt nhưng cũng không để ý, thả Diệp Trần xuống, hai người cùng đi làm kiểm tra. Diệp Trần thuận lợi qua được cửa nhưng đến lúc Bạch Sùng đi qua thì chuông cảnh báo bỗng reo lên, mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Sùng. Có hai người lại kiểm tra thật nhanh, một người báo, cáo, cậu ta sốt rồi. Mầm bệnh zombie thường sẽ phát bệnh ngay lập tức nhưng cũng có một số trường hợp, thời gian phát bệnh bị chậm lại, thường sẽ trải qua một giai đoạn hóa bệnh, ban đầu là phát sốt, sau đó bắt đầu mất ý thức, giống một người đã chết, cuối cùng hoàn toàn đánh mất ý chí con người, trở thành một con zombie tấn công người khác. Những con zombie trải qua quá trình này đều sẽ bỏ qua giai đoạn cấp 1, lập tức trở thành zombie cấp 2, không sợ ánh nắng mặt trời, có khả năng tấn công mạnh và độ linh hoạt cao. Vì an toàn của căn cứ, những người có triệu chứng bị sốt đều sẽ bị từ chối tiếp nhận, đến khi qua được kỳ an toàn mới được phép vào căn cứ. Có điều, vì hiện giờ tuyệt đại bộ phận zombie đều là zombie cấp 1 sợ ánh nắng mặt trời, đến đêm mới có thể hoạt động nên căn cứ về đêm khá nguy hiểm, thường hay có các đợt zombie ồ ạt tấn công. Vậy nên, những người bị từ chối tiếp nhận gần như là sẽ chết ở ngoài. Bị từ chối tiếp nhận, tương đương với cái chết. Mọi người nhìn Bạch Sùng bằng ánh mắt thương hại, lính tráng cầm súng, cảnh giác nhìn Bạch Sùng, nói với anh ta, đi ra đi, đừng ép bọn tôi phải động thủ. Bạch Sùng không hề tức giận mấy, thực ra, anh ta có bị nhện cắn, nhưng chưa tới phút cuối cùng, anh ta vẫn không muốn làm zombie. Anh ta gật đầu, ngẩng đầu nói với Diệp Trần, cô vào trước đi. 3 ngày sau qua được kỳ an toàn tôi sẽ quay lại,
Những người xung quanh cho rằng Diệp Trần và Bạch Sùng là một đôi. Nghe Bạch Sùng nói vậy, ai nấy đều tỏ vẻ đáng tiếc. Một người trong số họ vỗ vai Diệp Trần, thở dài bảo, nói lời từ biệt đàng hoàng với anh ta đi. Diệp Trần không nói gì, chỉ nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng cười cười, vẫy tay, hẹn gặp lại. Anh ta nói rất thật lòng, anh ta tin mình sẽ không chết trong tay một đám zombie cấp 1. Nhưng trong mắt những người khác, bao gồm cả Diệp Trần, đều cảm thấy tiếng hẹn gặp lại này là lời vĩnh biệt. Diệp Trần nhíu mày, nhìn Bạch Sùng xoay người đi. Cô bỗng nhiên mở miệng, Bạch Sùng, Bạch Sùng dừng chân đứng lại ở cửa, quay lại nhìn. Diệp Trần lạnh lùng nói, đây là lần thứ hai anh không cần tôi. Bạch Sùng ngẩn người, không mấy hiểu vì sao Diệp Trần lại nói như vậy. Rồi anh ta bỗng nhớ ra, Diệp Trần là Tống Uyển Thanh. Kiếp trước, anh ta cũng đã bỏ cô ấy lại y như vậy. Bạch Sùng mềm lòng, định nói gì đó. Diệp Trần bỗng lại tiếp, nhưng tôi là người anh muốn không cần là không cần được sao? Nói xong, Diệp Trần rời khỏi đám người đi về phía anh ta. Bước chân của cô kiên định, chắc chắn, mang theo khí thế làm việc nghĩa quyết không chùn bước, rời khỏi chỗ có ánh đèn, bước vào trong bóng tối với anh ta. Cô nương theo ánh trăng ngước nhìn anh ta, mặt lạnh như băng. Bạch Sùng ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp, tao nhã đứng trước mặt, đối phương giơ tay lên và một cái tát liền hằn lên mặt anh ta. Bỏ tôi lại thì sẽ phải trả giá đắt, đồ đần độn. Bạch Sùng ôm mặt, ngây người, phải một lúc sau, anh ta mới từ từ quay đầu lại, mở miệng hỏi, cô đọc quá nhiều chuyện, tranh rồi phải không? Diệp Trần không nói gì, cô rất muốn lấy tay che mặt, cô đâu có muốn nói như vậy, chẳng biết tại sao lại làm chuyện kỳ quặc như thế, tới lúc thu tay về thì đã không còn kịp nữa rồi. Cô bỗng nhớ tới con mèo nhà Trung Hoa cô từng nuôi, con mèo ấy, bất kể là đứng, ngồi hay nằm, cho dù là ở tư thế nào, nó đều thể hiện ra một loại phong thái ngạo mạn, khinh thường. Cô bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của con mèo ấy. Năm đó nó nhìn cô, thế giới nội tâm có lẽ cũng tràn ngập sự xem thường. Nếu có thể nói, hẳn là nó cũng muốn tát cho cô một cái rồi kêu căng nói, đồ đần độn. Chương 112, luôn là mèo của cậu Bảy. Tuy thấy lời Diệp Trần nói rất không xuôi tai, rất trẻ trâu, nhưng trong lòng Bạch Sùng vẫn ngập tràn cảm kích. Giữa cảnh mạc thế, có một người đối xử với mình như vậy thực sự chẳng dễ gì. Giờ đã tối, người của căn cứ đã về hết, cửa lớn đã đóng. Bạch Sùng thở dài, nói bằng vẻ đáng tiếc, giờ cô muốn vào cũng không vào được rồi. Diệp Trần cười mỉa, xoay người đi vào trang mua sắm, mua lều trại, vật dụng hàng ngày, chăn nệm, thuốc men và một ít rào chắn lưới điện rồi ném hết cho Bạch Sùng. Dựng lều, trải chăn. Bạch Sùng ờ một tiếng, nhanh chóng bắt tay vào làm. Nhóm trước một đống lửa để Diệp Trần sưởi ấm rồi dùng lưới điện quay một mảnh đất lại. Dựng lều trại, trải chăn đệm ở bên trong. Loay hoay mất khoảng hơn một tiếng, cuối cùng cũng xong. Diệp Trần lại lấy phòng tắm ra, vứt vào mặt anh ta một bộ quần áo, ra mồ hôi, hôi quá. Bạch Sùng, ở mặt thế mà còn sống thoải mái như thế, chỉ có cô. Nhưng Bạch Sùng rất tình nguyện hưởng thụ phúc lợi Diệp Trần mang lại, nhanh nhẹn đi tắm rửa, thay đồ. Lúc này lục tục có một ít người nữa tới, những người này đều là từ chỗ khác chạy tới căn cứ nhưng tới muộn, đứng chờ ngay tại cửa căn cứ. Bọn họ trông thấy Diệp Trần, một cô gái ăn mặc sạch sẽ ngồi một mình bên đống lửa, thì không khỏi thấy hơi tò mò. Tài nguyên nước ở mạc thế cực kỳ quý giá, người còn sạch sẽ được như thế chẳng có nhiều. Hơn nữa, bên chỗ Diệp Trần, vật tư lại đầy đủ mọi thứ, mọi người lại càng cảm thấy lạ. Nhưng nhìn lưới điện xung quanh, mọi người không dám động tới Diệp Trần. Phỏng đoán Diệp Trần là một người có dị năng hoặc là dựa vào một kẻ có dị năng nào đó. Mọi người ngầm quan sát Diệp Trần một lúc thì Bạch Sùng tắm xong đi ra. Trong lòng mọi người liền có đáp án rõ ràng, cha, xem ra Bạch Sùng là một cao thủ, ra rồi à. Diệp Trần thấy Bạch Sùng ra, chỉ vào thực phẩm mình đã chuẩn bị sẵn, lấy một ít cá đã ướp sẵn, thờ ơ hỏi, biết nướng cá chứ? Bạch Sùng,
chất lượng cuộc sống thế này có hơi bị cao, thực sự xa xỉ, nhưng anh ta tình nguyện làm một người hủ bại. Vậy là Bạch Sùng gật đầu chắc nịch, biết, nói xong, anh ta liền đi tới chỗ đống lửa, lấy các thứ Diệp Trần chuẩn bị lại đi nướng cá, mùi cá nướng từ từ thổi tới, đám người xung quanh ai nấy đều thèm thuồng, đuôi Diệp Trần rất muốn hiện ra để vẫy vẫy nhưng cô vẫn tỏ ra khinh khỉnh, làm bộ như ta không muốn ăn thứ này, ta thực sự chẳng muốn ăn chúng làm gì. Bạch Sùng cẩn thận quan sát cô, không đoán được cô muốn gì, đám người xung quanh nhìn thèm đỏ mắt, cứ dán mắt vào cá nướng không rời, Diệp Trần thì lại ngồi thờ ơ ở chỗ của mình, có vẻ như chẳng hề có chút hứng thú nào với lũ cá này. Đợi cá nướng xong, phân vân một chút, Bạch Sùng bèn hỏi, cô không thích ăn cá phải không, hay là, ai bảo tôi không thích ăn? Diệp Trần giật lấy cá nướng, hung dữ bảo, có phải anh không muốn cho tôi cá, muốn ăn một mình phải không? Bạch Sùng cảm thấy khó mà giải thích, Diệp Trần không đợi câu trả lời của anh ta đã bắt đầu ăn cá. Kỹ thuật ăn cá của cô nàng vô cùng thành thạo, rõ ràng nóng miệng nhưng vẫn không nhịn được, ăn vội ăn vàng, vừa ăn vừa suýt xoa. Bạch Sùng lo lắng bảo, cô đừng ăn nhanh như vậy. Diệp Trần phớt lờ anh ta, Bạch Sùng nướng xong phần cá cho mình, cũng bắt đầu ngồi ăn. Này, vị đại ca kia ơi, Bạch Sùng và Diệp Trần ngẩng đầu lên. Có một cậu thiếu niên gầy gò rụt rè, sợ sệt nói với họ, hai người, có thể cho một chút để ăn không? Không cho, Diệp Trần từ chối dứt khoát, cúi xuống liếm xương, Bạch Sùng nhún vai, chúng tôi không có dư. Cậu thiếu niên không hề bất ngờ, tiếp đó mới nói với chuyện chính, vậy hai người có thể đổi chỗ khác không? Nói ra cậu ta cũng cảm thấy thất lễ nhưng vẫn cười gượng gạo, bọn chúng tôi giờ mỗi ngày chỉ ăn một chút để cầm hơi, hai người ăn quá ngon lành, chúng tôi cảm thấy không chịu nổi. Bạch Sùng gật đầu, cảm thấy người ta nói cũng có lý, anh ta đang định đồng ý thì Diệp Trần lại bảo, liên quan gì tới chúng tôi? Muốn đổi chỗ thì các người tự đi mà đổi. Cút, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt cậu trai trẻ. Bạch Sùng cười xin lỗi. Ở chỗ chúng tôi, cô ấy là người quyết. Cậu thiếu niên gật đầu bỏ đi. Sắc mặt không dễ nhìn. Diệp Trần ăn xong cá, ngẩng đầu lên bảo. Trời hơi lạnh. Hả? Để tôi thêm củi vào nhé. Nấu canh thịt cừu xong, chúng ta ăn đủ rồi thì thêm vào chút nước, đem đi chia. Diệp Trần nói với vẻ thờ ơ, Bạch Sùng ngẩn ra rồi hiểu ngay, Diệp Trần đúng là mạnh miệng, yếu lòng, nói xong, Bạch Sùng liền thấy Diệp Trần lấy nửa con cừu có đủ cả phần chân và các thức nấu kèm ra, Bạch Sùng cúi đầu nhìn chỗ thực phẩm, lật hết bảng giá trong trang mua sắm lên tra, Diệp Trần đúng là lắm tiền, anh ta ninh một nồi canh theo lời Diệp Trần bảo, canh hầm lâu quá. Diệp Trần ngồi chờ rồi thiêu thiêu ngủ, đám người xung quanh nhìn hao háo vào nồi canh của họ, cố dằn lòng không xông vào đánh người, luôn tự nhủ với bản thân, mình không đói chút nào hết. Bạch Sùng múc trước cho họ hai bát canh, đánh thức Diệp Trần dậy, Diệp Trần đang mơ mơ màng màng, ở một tiếng rồi lại ngủ tiếp, Bạch Sùng thêm nước vào canh rồi lấy chén bát Diệp Trần đã chuẩn bị sẵn, đếm người rồi đi ra ngoài. Bắt đầu phát từ gần đến xa, có khoảng 35 người, bát canh nào Bạch Sùng cũng chi cho có thịt. Lúc họ cầm bát canh, sự oán hận với hai người ban nảy lập, tức không còn nữa, cảm động suýt thì bật khóc. Nhìn thấy Bạch Sùng có cảm tưởng như cả người anh ta tỏa ra ánh hào quang của một thánh phụ, Bạch Sùng mỉm cười phát canh, quan sát chỉ số danh vọng từ từ tăng lên, lòng vui vẻ vô cùng. Phát canh xong quay về, Diệp Trần vẫn còn đang ngủ, anh ta vỗ vai gọi Diệp Trần, cô có ăn canh không? Diệp Trần nằm co người trong chăn, cọ cọ về phía anh ta, ậm ờ nói, có, còn không dậy ăn đi, lười, dáng vẻ cô nằm trong chăn, tựa vào người anh ta, trông cực kỳ giống một con mèo, Bạch Sùng không kìm nổi, xoa xoa đầu cô, buộc miệng hỏi, tôi đút cho nhé. Vừa nói ra liền thấy hối hận, cảm thấy mình hơi quá đà, hai người vẫn chưa thân đến thế, vậy mà Diệp Trần nhập nhèm mở mắt ra, chống người ngồi dậy,
dựa vào người anh ta rồi bất động. Bạch Sùng không còn cách nào khác, đành thổi canh đút cho cô nàng ăn. Diệp Trần dựa vào người người khác, được người ta đút canh cho ăn, vì canh lan tỏa trong miệng, cực kỳ dễ chịu. Lúc Bạch Sùng thổi canh, Diệp Trần không nhịn được bảo, Bạch Sùng, gì, sau này, cho phép anh được hầu hạ tôi. Bạch Sùng, cảm ơn cô cho tôi cơ hội này ghê, anh không muốn à? Diệp Trần cứ như là có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh ta vậy. Bạch Sùng vội vàng đáp, không, muốn, cực kỳ muốn. Cô muốn tôi hầu hạ thế nào, nấu chút đồ ngon, canh thịt cừu này không tôi, mai ăn nữa nhé. Thực ra cừu ăn cả con thì ngon hơn. Bạch Sùng nhớ tới vị thịt cừu, nuốt nuốt nước miếng, một phần nướng, một phần nấu lẩu, một phần làm nướng bản sắc. Tiếc thật, Bạch Sùng thở dài, giờ thời thế thế này, tìm được một con cừu quả là khó. Diệp Trần không nói gì, cô được ăn đồ ngon, tinh thần tốt lên nhiều, thầm ghi nhớ lời Bạch Sùng nói. Đêm đó, vì chỉ có một chiếc lều nên hai người ngủ chung một nệm, mỗi người đắp riêng một chăn. Ban nãy, Diệp Trần đã ngủ được một giấc, giờ lại tỉnh táo, lăn qua lộn lại không ngủ được, đẩy đẩy người Bạch Sùng, dậy dậy, anh dậy đi. Bạch Sùng mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn, thấy Diệp Trần đang ở ngay phía trên mình, anh ta lập tức tỉnh hẳn. Cô muốn làm gì? Anh bảo cừu là giống cừu nào? Dê núi được không? Cừu thì được hơn. Bạch Sùng miễn cưỡng trả lời. Diệp Trần nằm xuống, được một lát lại đẩy đẩy gọi anh ta. Bạch Sùng, nói chuyện gẫu đi. Không nói chuyện đâu, buồn ngủ lắm. Diệp Trần im lặng, được một lát, lại đẩy người gọi anh ta tiếp. Bạch Sùng, Bạch Sùng kéo Diệp Trần lại ôm, mệt mỏi bảo, đừng nói nữa, yên nào, ngủ thôi. Diệp Trần liền nằm ngoan, bị Bạch Sùng ôm, Diệp Trần cảm thấy ấm áp, cơn buồn ngủ kéo tới, cô chọn một tư thế nằm thoải mái rồi thiếp đi, chờ cho Diệp Trần ngủ, Bạch Sùng mới đau khổ mở mắt ra, ôm một người con gái làm sao mà ngủ được, anh ta đâu có phải là thái giám, may là anh ta thực sự quá mệt mỏi, nửa đêm về sáng, cuối cùng anh ta cũng ngủ được. Ngủ một giấc thật dài, đến lúc anh ta thức giấc, mặt trời đã lên cao, anh ta bị Diệp Trần lay dậy, dậy dậy, dậy đi, có chuyện lớn rồi. Diệp Trần lay, anh ta thật mạnh. Bạch Sùng giật mình bừng tỉnh, vuốt mặt hỏi, sao thế, tôi bắt được một con cừu. Diệp Trần chỉnh trọng đáp, Bạch Sùng ra khỏi lều, trông thấy một con cừu bị cột trước cửa đang ăn cỏ, kêu be be với anh ta. Anh ta còn tưởng là mình chưa tỉnh ngủ, anh ta không cần hỏi Diệp Trần tìm được ở đâu vì chắc chắn nó là mua trên trang mua sắm mà ra. Người này đúng là vì cái ăn, không màng dùng bất kỳ thủ đoạn gì, nhưng nếu không hỏi thì có vẻ không được bình thường lắm nên anh ta đành cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Khoa trương hỏi, cô tìm được ở đâu thế? À, vừa rồi tôi ra ngoài tìm hiểu tình hình xung quanh một chút rồi bất ngờ nhìn thấy một con cừu ở sau núi nhảy ngang qua trước mặt. Tôi liền nghĩ, không phải hôm qua anh mới bảo với tôi muốn làm một bữa tiệc toàn thịt cừu hay sao? Tôi liền nhanh chân đuổi theo, nó khó bắt lắm đấy. Tôi phải đuổi mãi, may là cuối cùng vẫn bắt được. Nói xong, cô nàng rút ra một con dao, kề lên cổ con cừu, sốt sắng hỏi, cứa. Vào đâu đây? Anh nói đi tôi làm cho. Bạch Sùng nghe thấy xung quanh có tiếng ồn. Anh ta quay đầu lại, đập ngay vào mắt là cảnh 35 con người ngồi ngay ngắn dưới đất bên ngoài lưới điện. Trước mặt mỗi người đặt một cái bát. Mọi người đang làm gì vậy? Bạch Sùng sững người. Cậu thiếu niên hôm qua nói chuyện với họ hôm nay ngượng ngùng cười cười trả lời. Con cừu kia hai người ăn không hết. Chúng tôi tới ăn trực. Xem có thể xin được một chút. Bạch Sùng, Diệp Trần chưa ăn sáng, đã hơi đói rồi. Cô ruột, nhanh lên, tôi muốn giết nó. Cứ thế nào đây, dường như đã sớm biết vận mệnh của mình. Con cừu quỳ bốn chân xuống đất, thái độ hững hờ như danh sĩ thời Ngụy Tấn ung dung trước cái chết. Thản nhiên nhìn Bạch Sùng, kêu lên một tiếng thật dài. Be-e-e-e. Chương 113. Luôn là mèo của cậu tám nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người và thái độ lạnh nhạt của con cừu. Trong chớp mắt,
Bạch Sùng tưởng như mình không phải ở mạc thế mà là trong một tiểu thuyết, thi đấu chủ nghệ và anh ta chính là một siêu đầu bếp. Cũng may, tiếng rống thấp thoáng khi có khi không thỉnh thoảng lại vẳng tới từ phương xa giúp Bạch Sùng tỉnh táo lại. Anh ta gượng gạo nặn ra một nụ cười, Diệp Trần thật là lợi hại. Diệp Trần chẳng quan tâm tới lời khen ngợi của anh ta, sốt ruột ruột, nhanh lên, giết thế nào, tôi ra tay thay cho. Bạch Sùng rợt rợt mép, thở dài bó tay, lấy con dao Diệp Trần đang cầm, vứt sang một bên, lấy trong người ra một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch tay cho cô, ôn tồn bảo, con gái đừng suốt ngày nói tới đánh, giết, loại chuyện này cứ để cho tôi là được. Diệp Trần im lặng cúi đầu nhìn móng vuốt, à không, bàn tay của mình. Bạch Sùng nói năng rất dịu dàng, tỉ mỉ lau sạch bùn đất bám trên tay, khiến cô cảm thấy cả thế giới bình yên và đẹp đẽ. Cô bất giác không còn kiêu ngạo nữa, ngoan ngoãn nghe lời, ngồi sang một bên. Bạch Sùng gọi thêm hai người vào trong lưới điện giúp anh ta giết cừu, cắt tiết, làm lông rồi đem một phần đi nấu canh, một phần để nướng. Con cừu này khá to. Bạch Sùng hỏi ý Diệp Trần rồi cho tất cả mọi người vào trong lưới điện cùng nhau ăn tiệc thịt cừu. Bữa tiệc thịt cừu làm khá mất công. Tới lúc mọi người được ăn thì trời đã tối. Diệp Trần lấy ra một ít rượu. Mọi người vây quanh đống lửa ăn thịt cừu, hút canh thịt cừu và uống rượu cụm ly. 35 người này chia làm hai nhóm. Một nhóm thủ lĩnh là cậu thiếu niên hôm qua tới bảo họ đổi chỗ. Tên là Dương Thu, là một người có dị năng hệ chữa trị nên địa vị rất cao. Người có dị năng hệ chữa trị đương thời còn rất ít. Nếu bị zombie cắn mà được người có dị năng hệ chữa trị cứu chữa kịp thời thì khả năng rất cao là sẽ không sao. Thủ lĩnh của nhóm còn lại tên là Nghiêm Uy, một người phương Bắc xuống phía Nam đi làm thuê, có dị năng hệ hỏa. Giờ đang muốn quay về nhà ở phương Bắc xem vợ và con gái có còn hay không. Dù rằng có lẽ là không, Nghiêm Uy uống say, lòng buồn rười rượi, nói một hồi liền khóc òa lên. Dương Thu ngồi cạnh ôm vai anh, ta an ủi, ông không sao đâu, phương Bắc là nơi đầu tiên quân đội kiểm soát được cục diện, tốt hơn chỗ chúng ta bên này nhiều, vợ con anh nhất định không sao đâu. Nghiêm Uy ngồi khóc không nói năng gì. Dương Thu khuấy động bầu không khí, được rồi, mọi người đừng buồn. Hiếm lắm mới có dịp được ăn được uống, mọi người hãy vui lên, hay lên nào, có ai biết hát không, hát bài gì đi, không có ai hưởng ứng. Dương Thu ngượng ngùng, Bạch Sùng hắn giọng bảo, tôi thổi harmonica cho mọi người nghe nhé. Dương Thu cảm kích nhìn sang, Bạch Sùng nhìn thấy chỉ số danh vọng của mình lại tăng thêm, mỉm cười với mọi người. Mua một cây kèn harmonica ở chỗ hệ thống rồi lấy nó từ trong túi ra. Mọi người thấy anh ta lấy kèn ra lập tức yên tĩnh lại. Bạch Sùng ngồi bên đống lửa, thổi bài Em Cần Anh, giai điệu du dương say lòng người. Diệp Trần nghe khúc nhạc dạo, nhìn đống lửa trước mặt, những đốm lửa nhỏ bắn ra từ than củi cháy bị gió cuốn xoay tròn bay lên. Cô bỗng thấy hơi hoảng hốt. Cô nhìn thấy Bạch Sùng quay đầu nhìn mình, hất hất cằm bảo cô hát. Không biết tại sao, nhìn vào ánh mắt của đối phương, ma xui quỷ khiến, lúc đến đoạn vào nhạc, Diệp Trần bỗng cất tiếng hát thành lời, em muốn, người ở bên cạnh em muốn, người trang điểm cho em, làn gió đêm thổi, gãi nhẹ trái tim này, người yêu của em ở quê nhà, vọng ngắm ánh trăng, giọng Diệp Trần trong trẻo, vang vọng giữa đêm khuya, vừa dịu dàng, vừa đẹp đẽ. Bạch Sùng nhìn Diệp Trần, không biết tại sao, bỗng dưng lại nhớ tới Tống Uyển Thanh, cô ấy mặc váy dài in hoa tôn dáng, đi cao gót, cầm ô, đứng trong ngõ nhỏ đổ mưa, quay đầu lại nhìn anh ta cảm thấy có một thứ cảm xúc nào đó đang đội đất chui lên, còn người kia, chỉ chạm mắt nhau ngắn ngủi phút chốc, đã vội dời mắt đi, ngắm nhìn đống lửa, tiếp đó, anh ta thổi bài nào, cô hát bài đó, đều là những bài mọi người quen thuộc. Nào là cây bạch dương, nào là để chúng ta cùng khu chèo đôi. Mọi người ca hát một lúc xong liền nằm ngã, nghiêng ngang dọc ra ngủ. Bạch Sùng thổi xong bài cuối cùng, Diệp Trần cũng ngừng hát. Mọi người đều đã ngủ. Đêm khuya im ắng, ánh trăng chiếu rọi,
có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài và dày của cô đang chớp chớp. Ánh lửa hắt sáng lên mặt cô, khiến má cô ửng hồng. Cô im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm vào đống lửa. Tim Bạch Sùng đập rộn ràng, anh ta bỏ kèn harmonica xuống, chậm chậm bước qua đó, cuối cùng để môi mình dừng trên môi cô. Diệp Trần không dám cựa một chút nào, mắt nhắm chặt, toàn thân căng lên, có vẻ rất hồi hộp. Tim Bạch Sùng đập nhanh như bay, đống lửa khiến người anh ta nóng lên, cẩn thận hôn cô, đụng chạm từng chút một. Dưới ánh lửa, hai người họ bất chi bất giác ôm lấy nhau, một hồi lâu sau mới tách ra thở hổn hển. Anh ta tì trán lên trán cô, không nói gì cả. Một lúc lâu sau, Diệp Trần khôi phục lại nhịp thở bình thường, nhắm mắt lại, ngủ thôi. Ừ, vì mọi người đều đã say, bỏ họ ở ngoài lưới điện rất nguy hiểm, hơn nữa lại có đông người, cũng là một chuyện lớn. Hơn nữa nữa là Diệp Trần rất tự tin vào năng lực của bản thân, vậy nên hai người cứ để cho đám người đó nằm lại trong khu vực lưới điện. Lúc đi vào trong lều để ngủ, Diệp Trần thấy hơi hồi hộp, cô có cảm giác, sau nụ hôn ấy, có chuyện gì đó đã không còn giống trước nữa. Cô nghe thấy tiếng Bạch Sùng kéo cửa lều lại, Diệp Trần đưa lưng về phía Bạch Sùng, cơ thể căng lên, Bạch Sùng rất tự nhiên đi trải chăn rồi nằm xuống. Một lát sau, Bạch Sùng ôm lấy cô từ đằng sau, cúi đầu hôn trán cô, dịu dàng bảo, Trần Trần, ngủ ngon. Nói xong, Bạch Sùng có vẻ ngủ rất ngon lành, nhưng Diệp Trần thì lại không ngủ được. Cô mở mắt trừng trừng, nghe tiếng hít thở của người ở sau lưng, trong lòng vừa kích động vừa hồi hộp, vừa hưng phấn vừa vui vẻ. Cô và nhân vật phản diện luôn để lỡ nhau, chưa đời nào giống như đời này. Cứ tự nhiên như vậy ở bên nhau, tuy Bạch Sùng không nói bất kỳ điều gì nhưng dường như mọi thứ đều đã sáng tỏ. Diệp Trần nghe tiếng hít thở đều đều của người đàn sau, khóe môi cong lên, đan tay mình vào tay đối phương, nhắm mắt lại. Diệp Trần ngủ đến nửa đêm thì loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng zombie gào thét. Cô mở mắt ra nhìn, cảnh giác dùng thần thức tra xét tình hình xung quanh. Thế nhưng, vừa tỉnh táo, cô liền ý thức được một vấn đề, Bạch Sùng bị sốt. Diệp Trần bật dậy, xoay người sang, vỗ mặt Bạch Sùng. Bạch Sùng, tỉnh, tỉnh lại đi. Bạch Sùng không nói gì, anh ta đang hôn mê, không có ý thức. Đây là triệu chứng đầu tiên của quá trình zombie hóa. Diệp Trần cau mày, chẳng lẽ Bạch Sùng vẫn sẽ đi theo con đường cũ của nhân vật phản diện, trở thành một zombie? Không, không được. Cô không thể để chuyện này xảy ra. Diệp Trần lập tức đi tìm thuốc trong trang mua sắm nhưng tìm mãi cũng không tìm ra được đúng thuốc. Thực ra cô cũng đã đoán được, hệ thống chỉ cho người làm nhiệm vụ một ít vật phẩm không tác động trực tiếp tới tiến độ nhiệm vụ của thế giới. Nếu có loại thuốc giải độc zombie ở mặt thế thì nhất định sẽ gây đảo lộn quá trình diễn tiến của thế giới này. Diệp Trần hoảng hốt, không biết lúc này nên làm gì. Cô ôm Bạch Sùng, ra sức vỗ mặt anh ta, sốt ruột gọi, Bạch Sùng, anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Bạch Sùng cuối cùng cũng bị cô đánh thức, mơ mơ màng màng hé mắt ra nhìn, trông thấy dáng vẻ lo lắng của Diệp Trần, anh ta khàn khàn hỏi, sao thế? Từ từ nói, không sao hết, có tôi ở đây, anh không được ngủ. Giọng Diệp Trần căng thẳng, anh bị sốt rồi, nặng lắm. Có phải anh bị zombie cắn rồi không? Bạch Sùng nghe Diệp Trần nói xong thì ngẩn người rồi lại nở nụ cười. Nếu là lúc trước, anh ta quả thực không dám thừa nhận chuyện này. Còn hiện giờ, đã biết Diệp Trần cũng là người làm nhiệm vụ rồi, anh ta mới thoải mái nói, ừ, tôi bị cắn. Diệp Trần mấp máy môi muốn nói gì đó. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng Dương Thu gọi đầy sốt ruột, Bạch ca. Có rất nhiều zombie đang tới bao vây, tấn công căn cứ, chúng tôi định chạy đây, hai người thì thế nào? Bạch Sùng vừa nghe vậy lập tức đứng bật, dậy, không được, mọi người chớ đi, mọi người đi là chết chắc. Zombie bao vây tấn công một căn cứ là từ bốn phương tám hướng cùng ồ ạt kéo tới, những lúc thế này, căn cứ sẽ không mở cửa, nhóm Dương Thu căn bản không có chỗ nào để đi. Chỉ có thể dựa vào lưới điện và sự bảo vệ của Diệp Trần.
Bạch Sùng quay đầu nhìn Diệp Trần, dường như đang ra một quyết định rất quan trọng. Diệp Trần, em có dị năng phải không? Phải, Diệp Trần gật đầu, nói đầy quả quyết, anh với mọi người ở lại đây, em đi giải quyết bọn chúng, có nắm chắc phần thắng không? Diệp Trần nghe anh ta nói vậy bèn hỏi ngược lại, không nắm chắc thì anh định thế nào? Tôi có một cách, Bạch Sùng từ tốn nói, tôi có thể biến tất cả 35 người này trở thành người có dị năng. Vừa nghe vậy, mặt Diệp Trần lập tức biến sắc. Bạch Sùng ngẩng đầu, thái độ điềm tĩnh, uống máu của tôi là được. Chương 114, luôn là mèo của cậu chín vừa mới dứt lời, Diệp Trần liền vung ngay một cái tát qua, Bạch Sùng bị đánh lệch mặt. Diệp Trần áp tới gần anh ta, gằn giọng nói nhỏ, quên suy nghĩ này đi, chọn đời không được nhắc lại với người khác. Nhưng tôi đánh được. Diệp Trần lạnh lùng nhìn anh ta, Bạch Sùng thấy thái độ của Diệp Trần, im lặng một hồi rồi nở nụ cười, tôi biết em đánh được, nhưng mà, Diệp Trần à, nói đoạn, anh ta giang tay, ôm chọn Diệp Trần vào lòng, giọng dịu dàng, tôi muốn bảo vệ em, tôi không muốn em xảy ra bất kỳ chuyện gì. Diệp Trần im lặng, cảm thấy giống mũi cay cay, mỗi lần làm nhiệm vụ, hệ thống đều bảo cho cô biết nhân vật phản diện lần này xấu xa cỡ nào. Nào trả thù loài người bằng thủ đoạn độc ác, nào lạm sát người vô tội, nào nhân cách phản xã hội. Vậy nhưng, mỗi lần, khi cô thực sự tiếp xúc với người này, cô đều cảm thấy, đối phương có một linh hồn trong sạch đến đáng kinh ngạc. Diệp Trần dằn mọi cảm xúc trong lòng lại, hờ hững đáp, ờ, nhớ phải sống. Bạch Sùng đưa tay dọc theo sống lưng của cô, vì sốt cao nên tay anh ta nóng một cách lạ lùng, như thiêu, như đốt, như bất kể lúc nào cũng có thể bùng lên một ngọn lửa. Anh ta mệt mỏi nhắm mắt lại, nếu không tôi sẽ cho bọn họ uống máu mình, em cũng biết hậu quả sẽ thế nào, lỡ như chẳng may em có chuyện, tôi sẽ không sống nữa. Diệp Trần cười giễu cợt, anh cho là tôi thèm để ý anh à? Bạch Sùng cười cười, nhắm mắt lại, vậy em cứ không thèm để ý đi, anh, Bạch ca. Dương Thu chạy sộc vào trong lều, nhìn thấy sắc mặt của Bạch Sùng, cậu ta liền biến sắc, trước khi cậu ta kịp quay đầu chạy mất, Diệp Trần giữ cậu ta lại, ghi đầu cậu ta xuống nền đất, lạnh lạnh bảo, zombie bên ngoài để tôi giải quyết, cậu chăm sóc cho anh ta, cậu là dị năng hệ chữa trị đúng không? Diệp Trần xác nhận lại. Dương Thu cảm nhận được lực tay của Diệp Trần, không dám giãy giụa, cậu ta hoàn toàn có lý do để tin rằng, ở giây tiếp theo, Diệp Trần hoàn toàn có khả năng ấn cho cậu ta nát sọ. Cậu ta thở dồn dập, cố khuyên nhủ Diệp Trần, Diệp tỷ, bệnh trạng của Bạch ca rõ ràng là đã sang giai đoạn zombie hóa thứ hai rồi, hệ chữa trị hiện giờ căn bản không thể nghịch chuyển được người đã sang giai đoạn 2. Không phải tôi đang thương lượng với cậu. Diệp Trần ấn đầu Dương Thu, giọng nghiêm túc, trông nom anh ta cho tốt, zombie bên ngoài để tôi giải quyết, nếu anh ta chết, tôi quay về, đừng hòng còn một ai sống sót. Vừa nói xong, bên ngoài vọng tới tiếng gào thét của zombie. Dương Thu tái mặt, cắn răng đáp, được, tôi đồng ý với chị, nhưng nếu anh ta zombie hóa, tôi sẽ xử lý. Diệp Trần buông Dương Thu ra, lập tức đi ra ngoài. Ra tới cửa, cô đột ngột dừng bước. Bạch Sùng có cảm giác mình đang rơi vào trong núi đao biển lửa, bị lửa thiêu đốt, bốc cháy. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng người gọi mình, anh ta biết là Diệp Trần, cố gượng mở mắt ra, trông thấy bóng dáng xinh đẹp của người kia. Tôi sẽ sống, không được làm càn. Diệp Trần hạ giọng nói nhỏ, nói xong liền đi ra ngoài. Bước ra ngoài, Diệp Trần trông thấy có rất nhiều người đang nằm rạp cạnh lưới điện, dùng súng máy bắn lia lịa vào lũ zombie đang không ngừng lao mình vào lưới điện. Diệp Trần mua trên trang mua sắm một đôi song đao và một chiếc boomerang, nói với đám người, lùi ra sau một chút, đừng để bị zombie tóm được. Sau đó, cô mở cửa lưới điện, zombie thấy cửa mở liền ùa lên. Diệp Trần lạnh mặt chém một đao, bổ đôi con zombie trước mặt thành hai nửa, máu thịt bắn tứ tung. Diệp Trần đóng cửa lại sau lưng, xông thẳng ra ngoài,
cô ta làm gì vậy? Nghiêm Uy xông vào trong lều, Dương Thu đặt Bạch Sùng vào nằm trong chăn, không để những người khác nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Bạch Sùng. Một mặt cậu ta dùng dị năng để trị liệu, một mặt nói với Nghiêm Uy, Diệp Trần có dị năng, chị ấy bảo chăm sóc cho Bạch Sùng, chị ấy sẽ bảo vệ chúng ta an toàn, chỉ một mình cô ta. Nghiêm Uy gắt lên, cậu xem cảnh tượng bên ngoài là thế nào đi, hôm nay có ít nhất mấy ngàn con zombie tới khiêu chiến, chúng đang không ngừng hút vào lưới điện, mấy thằng trong căn cứ cũng không thấy phái, người ra giúp, bọn chúng định đứng nhìn chúng ta chết hay sao, bình tĩnh một chút, Dương Thu nhíu mày, lúc này, căn cứ sẽ không mở cửa đâu, chúng ta hãy tin tưởng Diệp Trần nhiều hơn một chút. Nghiêm Uy còn đang định mở miệng nói tiếp thì bên ngoài có người gọi anh ta, Nghiêm ca, anh mau ra xem này, Nghiêm Uy rậm rậm chân, quay người bỏ ra ngoài, bước ra ngoài, anh ta ngây người ra trước cảnh tượng trước mắt, Diệp Trần tấn công lũ zombie hệt như bổ dưa, chặt đồ ăn vậy, lũ zombie ban nãy tới gần lưới điện đã bị cô ta cho bay đầu. Chiếc boomerang khổng lồ trong tay cô ta mỗi lần bay đi là lại gặt được cả loạt đầu về. Trường đao trong tay như đang thu hoạch rau, nhảy lên vai đối phương, túm tóc, cắt. Động tác của cô ta nhẹ nhàng, lưu loát, như bóng ma trong đêm. Mọi người chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng người linh hoạt như mèo của cô ta nhảy lên nhảy xuống liên tục giữa một bãi chi chít zombie. Zombie bên ngoài lưới điện ngã xuống hết lớp này đến lớp khác. Sát bị Diệp Trần quăng chất thành núi, hình thành một bức tường trắng tự nhiên, núi thây ngày càng cao, gần như đã cản hết tầm mắt của mọi người. Đám đông ở trong lưới điện không còn quan sát được rõ tình hình bên ngoài, chỉ có thể phán đoán dựa vào vẻ mặt của đám lính gác căn cứ để xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Căn cứ giật mình sững sờ trước diễn biến mới này. Vốn đã sẵn sàng để chiến một trận thì bên ngoài lại bỗng xuất hiện một người. Người đó liên tục chiến đấu với lũ zombie. Một thân một mình thu hút sự chú ý của bọn chúng. Zombie ồ ạt đổ xô về phía cô ta. Hết con này tới con khác. Cô ta bị zombie bao quanh. Không còn quan sát được động tác cụ thể. Cô ta bị bắt rồi sao? Trưởng trạm căn cứ Trương Quốc Vĩ cầm ống nhòm quan sát. Mật độ zombie quá cao. Ông ta hoàn toàn không theo dấu được Diệp Trần, sốt ruột ra lệnh, không thể để một nhân tài như vậy bị uổng mạng, nổ súng, mau nổ súng, lập tức, tiếng súng vang lên, tiếng zombie gào thét và tiếng súng nổ hòa lẫn vào nhau giữa màn đêm, đầy hãi hùng, chẳng ai biết đêm đó rốt cuộc dài cỡ nào, đám người trong lưới điện tụ lại với nhau, trao cho nhau hơi ấm và cảm giác an toàn. Dương Thu ở một mình trong lều trông nom Bạch Sùng, cậu ta cầm súng trong tay, sẵn sàng bất cứ lúc nào, hễ Bạch Sùng hóa zombie thì sẽ giết ngay, rồi tự sát. Mười mấy người bên ngoài đều là người thân, bạn bè tốt của cậu ta, Bạch Sùng tốt với cậu ta, Diệp Trần cũng tốt với cậu ta, nhưng nếu Bạch Sùng hóa thành zombie, cậu ta không thể nào đứng xem được. Bởi vì Bạch Sùng trở thành zombie đồng nghĩa anh ta đã trở thành mối đe dọa trực tiếp tới thân bằng cố hữu của y. Bạch Sùng biết tình trạng của bản thân không mấy lạc quan. Anh ta mơ màng tỉnh lại, có cảm giác móng tay đã bắt đầu dị biến. Tuy vậy, đầu óc anh ta vẫn rất tỉnh táo. Anh ta quay đầu nhìn Dương Thu vẫn đang luôn căng thẳng tột độ. Cảm thấy có gì đó lạnh lạnh đang từ người Dương Thu chảy sang người mình. Diệp Trần đâu? Anh ta hỏi bằng giọng khẳng đặc, Dương Thu cười gượng gạo, chị ấy vẫn đang ở bên ngoài, không sao đâu, anh cứ nghĩ đi, ráng chịu đựng, Bạch ca, thấy mắt Bạch Sùng vẫn tỉnh táo, trong lòng Dương Thu nhen nhóm lên một tia hy vọng, anh có thể mà, chỉ cần qua được 3 ngày của kỳ nguy hiểm thì anh sẽ không bị biến thành zombie nữa, người khác không làm được, không có nghĩa là anh không làm được, nhất định anh có thể. Đúng không? Bạch Sùng không đáp, luôn sức mạnh đặc biệt từ người Dương Thu giúp anh ta giữ được tỉnh táo nhưng Bạch Sùng vẫn cảm thấy còn thiếu một chút nữa. Anh ta cần Dương Thu, vào giây phút ấy, đầu óc vô cùng tỉnh táo của anh ta liền ý thức được điều này. Anh ta mua một chai coca ướp lạnh và kim châm trên trang mua sắm rồi âm thầm đâm kim vào ngón tay, kín đáo nhỏ máu vào trong nước ngọt.
Dương Thu quá căng thẳng, hoàn toàn không phát hiện ra việc Bạch Sùng đang làm. Tới tận khi coca đã đưa tới tận miệng, cậu ta mới phát hiện ra Bạch Sùng đưa cho mình một cốc coca. Cậu căng thẳng quá rồi, Bạch Sùng từ tốn nói, uống, cho đỡ sợ, bình tĩnh một chút. Dương Thu không từ chối ý tốt của Bạch Sùng, nhận cốc coca uống. Bạch ca lấy coca đâu ra vậy, còn mát lạnh nữa, dị năng không gian. Bạch Sùng nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Dương Thu ngồi nghỉ một lát, bỗng cảm thấy có một luồng năng lượng khổng lồ ùn trỗi dậy. Cậu ta bắt lấy tay Bạch Sùng, cố hết sức chuyển nói sang người đối phương. Mình cậu ta không khống chế được nó, nếu không có ai đó chia sẻ nguồn lực này với cậu ta nhất định sẽ nổ tung. Bạch Sùng cảm nhận được luồng sức mạnh đang sộc thẳng vào, cảm nhận được sự biến đổi của bản thân, hô hấp trở nên rồn rập. Sắp rồi, sắp rồi. Bạch Sùng cảm giác thấy có thứ gì đó tắc nghẽn trong mạch máu đang bị công phá. Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng người la hét, bọn họ la gì vậy? Diệp Trần chết, Diệp Trần chết phải không? Bạch Sùng mở choàng mắt, cuồng phong cuồn cuộn cuốn quanh người anh ta. Dương Thu bị hất bay ra, Bạch Sùng hoang mang lao ra ngoài, quát lớn, Diệp Trần đâu rồi? Chương 115, luôn là mèo của cậu 10 người. Bạch Sùng lúc lao ra mang theo cuồng phong, lôi điện vờn quanh, sáng lập lòe giữa đêm tối, không ai dám tới gần, mọi người lùi hết lại. Mắt Bạch Sùng đỏ quẹt, anh ta hỏi lại một lần nữa, Diệp Trần đâu? Đám zombie bắt đầu xô núi thi thể về phía lưới điện rồi trèo lên. Nghiêm Uy đứng dậy, la to, hướng tây bắc. Phía căn cứ có người quan sát thấy tình hình ở chỗ Bạch Sùng. Dương Quốc Vĩ kích động la lên, vẫn còn một người dị năng siêu cấp nữa. Còn một người nữa. Tạm thời, các nhà khoa học dự đoán dị năng có tối đa 8 cấp. Người mang dị năng mạnh nhất đã biết hiện tại là cấp 4. Sẽ tiến hóa mạnh dần lên theo thời gian. Với dị năng trên cấp 4, mọi người vẫn chưa có hiểu biết cụ thể nên đều gọi chung là dị năng siêu cấp. Là trưởng trạm căn cứ, Dương Quốc Vĩ từng được đào tạo về hệ thống dị năng. Ông ta là người đầu tiên nhận định được Diệp Trần có dị năng siêu cấp. Tuy vậy, trong tình cảnh này, dù là một người mang dị năng siêu cấp cũng rất khó sống sót. Ông ta không thể đánh cược an nguy của căn cứ để mạo hiểm mở cổng cứu Diệp Trần. Giờ phút này, trông thấy Bạch Sùng, hy vọng trong ông ta lại dấy lên. Zombie ở ngoài chỉ còn một nửa, anh ta có thể. Dương Quốc Vĩ cầm loa kích động hô to với Bạch Sùng, 1 km về phía tây bắc của cậu. Cô ấy vừa rồi đã bị zombie bao phủ. Đầu óc Bạch Sùng hiện tại đã tỉnh táo lên nhiều. Ban nãy trong lúc ý thức còn mông lung, vì nghe thấy Diệp Trần xảy ra chuyện nên anh ta mới giãy giụa đứng lên. Giờ tỉnh táo lại mới cảm nhận được trong cơ thể có một luồng sức mạnh đang bùng nổ. Anh ta điều chỉnh nhịp thở, leo lên lưới điện. Dòng điện chạy qua người anh ta. Lập tức anh ta trở nên giống như một người có dị năng hệ lôi. Có thể nhanh chóng chuyển hướng dòng điện, biến sức mạnh khổng lồ trong cơ thể thành điện, củng cố sức mạnh của lưới điện. Đó là dị năng hệ lôi sao? Nghiêm Uy đi nâng Dương Thu bị ngã sấp dậy. Dương Thu là người ở gần Bạch Sùng nhất, cũng là người bị thương nặng nhất. Cậu ta gắng mở mắt ra nhìn, quan sát hành động của Bạch Sùng, nói tiếp, trông giống với hệ động vật hơn. Không phải ai có dị năng cũng có thể tay trần trèo lên lưới điện như vậy. Mọi người xôn xao bàn tán về dị năng của Bạch Sùng. Sau khi treo lên lưới điện, Bạch Sùng củng cố lại sức mạnh. Hiện tại anh ta có 3 loại năng lượng lôi, phong và động vật. Sau khi lên tới đỉnh, tầm nhìn rõ ràng, đám zombie đang đổ dồn về một hướng, ùn ùn sóng cuộn, mục tiêu rất rõ ràng. Bạch Sùng nhảy thẳng xuống, tiếp đất bằng sức gió, tay hóa ra tia chớp, chạy thẳng về phía mục tiêu. Bọn zombie nhận ra có thêm người mới gia nhập cuộc chiến liền bắt đầu chia ra tấn công. Sức mạnh của Bạch Sùng chưa được ổn định lắm, có rủi ro bị nổ tung bất cứ lúc nào. Anh ta biết, lúc này, chuyện cơ thể mình cần nhất chính là trở về, thư thả tĩnh dưỡng. Thế nhưng, hiện giờ, đó là chuyện không thể. Diệp Trần đang chờ anh ta. Diệp Trần sẽ không chết.
Diệp Trần nhất định đang chờ anh ta tới cứu. Vừa rồi, trong đám zombie, Bạch Sùng không tìm thấy Diệp Trần. Mọi người ở đây đều cảm thấy, chắc có lẽ Diệp Trần đã chết. Trở thành zombie cũng là một kiểu chết ở thế giới này. Tuy vậy, Bạch Sùng một mực tin tưởng rằng, cho dù trở thành zombie, Diệp Trần cũng vẫn là Diệp Trần của anh ta. Cho dù là zombie, anh ta cũng vẫn phải đưa Diệp Trần về. Anh ta thở dồn dập, lôi điện trong tay biến thành kiếm ánh sáng vung tới tấp. Nhưng quá khó khăn, mỗi bước tiến về phía trước đều rất khó khăn. Anh ta chỉ có thể không ngừng vung kiếm. Những người ở trên căn cứ chứng kiến toàn bộ mọi việc bị tinh thần liều lĩnh này làm rúng động. Nhiều người dân thường nghe tin chạy tới tường thành xem, nhìn người đàn ông một mực đi về một hướng đã định, liều mình bước tới, như đang tìm ai đó, là tìm người yêu của anh ta sao? Vợ Dương Quốc Vĩ hỏi ông ta. Dương Quốc Vĩ nhìn Bạch Sùng bằng ánh mắt đầy kính nể, chắc có lẽ, nhưng cho dù có phải hay không, với thế giới như hiện giờ, vẫn còn giữ được thứ tình cảm như vậy, thật hiếm có. Trong lúc Bạch Sùng chém giết ở bên dưới, Trần Lâm nghe nói có một kẻ có dị năng cực kỳ lợi hại đang đánh nhau ở bên ngoài. Mới đầu anh ta chẳng thèm để ý nhưng sau đó thấy ngay cả bạn cùng phòng của mình cũng đi xem. Vậy là nhịn không được cũng muốn đi xem thử. Hiện tại, Trần Lâm là người có dị năng ưu tú nhất trong căn cứ. Bạn cùng phòng của anh ta có dị năng cấp 2, người mà bạn cùng phòng của anh ta cũng phải chú ý. Trần Lâm nghĩ, hẳn là anh ta cũng nên để ý một chút. Tới lúc lười biếng đi lên phía trên căn cứ, anh ta bắt gặp vợ chồng Bạch Nguyên. Hai vợ chồng họ đang nhìn chằm chằm bên dưới. Bạch Nguyên run run, tâm trạng Trần Lâm đang tốt. Đi qua vỗ vai họ, hứng khởi hỏi, hai, chú Bạch, cô chú cũng tới xem à? Thấy thế nào ạ? Trần Lâm vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là ai? Là Bạch Sùng. Không phải Bạch Sùng đã chết rồi sao? Trần Lâm quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm vào Bạch Nguyên. Người dưới đó là Bạch Sùng. Bạch Nguyên không nói gì, liên tục run rẩy. Mẹ Bạch Sùng ngẩng đầu lên bảo với Trần Lâm, đúng vậy, dưới đó là con trai chúng tôi. Anh định đi cứu nó phải không? Xin anh, lúc trước các người bảo với tôi là cậu ta đã chết rồi. Trần Lâm lạnh lùng nhìn họ, giọng không thể tin nổi. Tôi muốn chờ cậu ta. Các người bảo với tôi là cậu ta chết rồi. Giục tôi lái xe đi. Tôi, lúc đó tôi thực sự cho rằng nó sẽ chết. Vậy là các người chưa nhìn thấy cậu ta chết đã bỏ chạy rồi. Trần Lâm cảm thấy thật mỉa mai. Một người ngoài như tôi còn muốn chờ cậu ta. Còn các người thì bỏ chạy, cậu thì biết cái gì? Bạch Nguyên nổi khùng quát lên, lúc ấy ở trong đó là một con quỷ cấp 4, thứ đó cậu đánh không lại nổi. Chúng ta mà nấn ná ở đó thì đúng là ở lại chịu chết. Tôi còn một thằng con trai nữa, tôi còn có con trai chờ tôi, sống được là tốt rồi. Nói xong, Bạch Nguyên cứ như thể được tiếp thêm sức mạnh, lẩm bẩm thành lời, đúng thế, cậu nên cảm kích tôi, là tôi hy sinh con tôi nên giờ cậu mới còn sống. Cậu dựa vào đâu mà chỉ trích tôi? Trần Lâm không trả lời, anh ta cười nhếch mép. Tôi đúng là bị mù nên mới cứu lũ lòng lang dạ sói thế này. Nói xong, Trần Lâm đi ra sát tường thành, nhìn xuống đám zombie bên dưới, nhung nhúc. Xác chết và xác sống có ở khắp mọi nơi, không biết đâu là tận cùng. Chỗ duy nhất có ánh sáng là khu vực an toàn được lưới điện bảo vệ. Phần lớn mọi người trong đó đang nổ súng, hoạt động rất có tổ chức. Số ít người già yếu và phụ nữ trẻ em trốn ở trong, ôm nhau lo lắng. Zombie liên tục tấn công khu lưới điện. Bầu không khí kinh hoàng bao vây ốc đảo đơn độc. Trần Lâm nhìn dáng vẻ chém giết của Bạch Sùng, trong lòng ngực bất ngờ bùng lên một ngọn lửa anh hùng. Anh ta không nói tiếng nào, nhảy xuống dưới trong tiếng la hét sợ hãi của mọi người, đạp lên bọn zombie, xông thẳng tới chỗ lưới điện. Chỗ này có lẽ không thể cầm cự được tới lúc trời sáng. Tôi đón từng người một đi. Mọi người đáp lại bằng ánh mắt cảm kích. Trần Lâm bế một bé gái đi trước, nhảy lên đỉnh lưới điện, nói với Bạch Sùng. Bạch Sùng, giúp tôi. Bạch Sùng giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Trần Lâm đứng ở chỗ cao.
Bé gái ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, anh ta còn đang phải đi tìm Diệp Trần. Trong đầu anh ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ này mà thôi. Nhưng lưới điện đang lung lay sắp đổ nhắc nhở anh ta, nếu không cứu những người này ngay, họ có thể bị nhấn chìm trong cơn thủy triều zombie bất cứ lúc nào. Trần Lâm cau mày, không hiểu vì sao Bạch Sùng lại do dự. Dương Thu khàn khàn bảo, Bạch ca đang đi tìm Diệp tỷ, anh để anh ấy đi đi. Trần Lâm ngạc nhiên, mấp máy môi rồi bảo, nhưng tôi nghe nói cô gái kia không phải đã chết rồi sao? Cậu ta muốn đi vắt một con zombie về à? Không ai trả lời. Trần Lâm cắn môi. Thôi, tôi tự làm. Trong lúc họ nói chuyện, Bạch Sùng vừa đánh nhau vừa nhìn ánh mắt chờ mong của đứa bé gái trên lưới điện. Không biết tại sao, anh ta bỗng nghĩ về kiếp trước, khi Diệp Trần không chút do dự chọn đi tới đồn cảnh sát. Cô thẳng nhiên bảo, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Anh ta bỗng nghĩ, nếu giờ phút này Diệp Trần đứng ở ngay đây, cô ấy hẳn sẽ hy vọng anh ta đi cứu nhiều người hơn. Nếu như cô còn sống, nếu như cô có thể nói chuyện với anh ta, cô nhất định sẽ nói, Bạch Sùng, đi cứu người đi. Khóe mắt cay cay, anh ta quay ngược người, chạy trở về chỗ lưới điện. Trần Lâm huýt sáo một tiếng, hai người, mỗi người đỡ một người leo lên tường thành của căn cứ, đưa người tới đích. Đứng từ trên căn cứ nhìn xuống, Bạch Sùng nhận ra, anh ta thực sự không tìm thấy Diệp Trần, không có chút dấu vết nào. Anh ta dằn cảm giác đau khổ và tuyệt vọng trong lòng, cắn răng phối hợp với Trần Lâm tiếp tục đưa người trong lưới điện ra. Vì có hai kẻ có dị năng này nên căn cứ không cần mở cửa cũng đón được người vào. Lúc đưa được người cuối cùng vào trong căn cứ, Trần Lâm mệt đứt hơi, lau mồ hôi, bảo với Bạch Sùng, được rồi, tôi nợ cậu. Còn chưa nói xong, thì Bạch Sùng đã lại đi ra nữa. Trần Lâm không hiểu, này, cậu đi làm gì nữa? Bạch Sùng không hề quay đầu, còn một người nữa. Trần Lâm ngẩn người, sau đó mới hiểu ra người cậu ta nói tới là ai. Chắc có lẽ là cô bé mà cậu ta vẫn luôn muốn đi cứu. Trần Lâm quát to, cô ấy chết rồi. Bạch Sùng vẫn tiếp tục đi, thả người nhảy khỏi thành, hét lên trả lời, tôi đi báo thù. Trần Lâm im bặt, sau một hồi sửng sốt, cuối cùng hay một tiếng, bực bội chửi, cái thằng đần này. Nói xong, anh ta leo lên tường thành. Tình trạng hiện giờ của anh ta không thể đi đánh nhau được, chỉ có thể mượn một khẩu súng, bắn yểm trợ cho Bạch Sùng. Bạch Sùng cũng không có đích tới cụ thể nào, hễ gặp zombie là giết, hoàn toàn không có lý trí. Trời sáng dần lên, những tia sáng yếu ớt bao trùm lên sông núi, giết tới con zombie cuối cùng, Bạch Sùng vẫn không tìm được Diệp Trần. Giữa mảnh đất hoang, đâu đâu cũng có xác chết hôi hám của zombie nằm la liệt thành núi, thành biển thây. Bạch Sùng cầm đao, cúi đầu, chùi vết máu trên mặt, anh ta không dám nói tiếng nào, không dám nghĩ bất kỳ chuyện gì, anh ta sợ, giây tiếp theo, mình sẽ bật khóc. Cũng chính vào lúc nước mắt sắp trào ra, anh ta bỗng cảm thấy có gì đó đang kéo kéo ống quần của mình, đồng thời có tiếng kêu meo meo yếu đuối và non nớt. Anh ta quay sang nhìn, một con mèo trắng có bớt lông đen hình trái tim đang ngồi dưới đất, nắng sớm đỏ hồng kéo chiếc bóng của nó đổ dài. Bạch Sùng ngơ ngác nhìn con mèo bất ngờ xuất hiện rất không hợp thời gian địa điểm này, nhìn thấy sự kiêu ngạo và xem thường đầy quen thuộc trong mắt đối phương. Bạch Tiểu Trần, là tôi, Diệp Trần. Thanh đao của Bạch Sùng thình lình rơi xuống, cả người ngây ra. Chương 116, luôn là mèo của cậu 11. Một con mèo nho nhỏ kiêu ngạo đứng trên mặt đất, yếu ớt kêu một tiếng, meo. Mèo con bị đoạn hơi nên không kêu meo một tiếng thật dài như mèo trưởng thành được, thành ra lại có hơi giống cún con học kêu tiếng mèo meo, meo, meo. Bạch Sùng lắc đầu, nghĩ xem có phải mình nghe nhầm rồi không. Mèo con đẩy đẩy chui đao, lại mở miệng một lần nữa. Đao của anh, rớt này, Diệp, Diệp Trần. Cuối cùng Bạch Sùng cũng đã chắc chắn. Anh ta ngồi xổm xuống, nhấc Diệp Trần lên bằng một tay. Phấn khởi hỏi, em không chết à. Bỏ tôi xuống, Diệp Trần cáu kỉnh. Bạch Sùng vội thả cô nàng xuống đất,
nâng từng bàn chân lên kiểm tra, em có khỏe không? Không sao chứ, sao tự dưng em lại biến mất vậy? Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết em có biết không? Diệp Trần cau có giơ từng bàn chân lên cho anh ta kiểm tra, cửa căn cứ mở, Trần Lâm chạy tới chỗ Bạch Sùng. Trần Lâm vừa thấy Diệp Trần liền giật mình, ôi, Bạch Tiểu Trần, sao mày lại ở đây? Nói đoạn, Trần Lâm liền định bế Diệp Trần lên, Bạch Sùng nhanh tay lẹ mắt ôm ngay Diệp Trần vào lòng, cảnh cáo anh ta, không được chạm vào. Sao đấy? Trần Lâm thắc mắc, mèo không phải là để người ôm hay sao? Diệp Trần meo một tiếng phản đối, Bạch Sùng đáp, mèo của tôi chỉ mình tôi, được ôm, hồi trước không phải cậu vẫn cho tôi ôm đấy thôi. Trần Lâm càng thấy khó hiểu hơn, hồi ở trên xe, tôi còn ôm nó ngủ nữa. Mặt Bạch Sùng lập tức biến sắc, muốn đánh người lắm rồi, nghẹn họng một hồi chỉ rặn ra được một câu, tôi nói không cho ôm là không cho ôm, vân vân vân. Trần Lâm giơ tay đầu hàng, không ôm, tôi không ôm mèo của cậu, đánh nhau cả đêm rồi, về nghỉ một lát đi. Bạch Sùng hơi thả lỏng người ra một chút, ôm chặt Diệp Trần, lại sợ chặt quá, cơ bắp gồng lên, che chở cho Diệp Trần, đi vào trong căn cứ. Vừa bước vào, Bạch Sùng liền nhìn thấy hai bên đường đứng đầy người, mọi người đổ ra chào đón, vỗ tay, cứ như thể đón một người anh hùng khải hoàn trở về. Đơn thương độc mã diệt mấy ngàn zombie chẳng lẽ không phải là anh hùng? Có Bạch Sùng ở đây có nghĩa là căn cứ hết sức an toàn. Ai nấy đều vui mừng vì có được người mang ba hệ dị năng. Hy vọng giới cầm quyền có thể giữ anh ta ở lại dù bất cứ giá nào. Dương Quốc Vĩ đứng ở cuối đường, vẻ mặt xúc động. Vừa thấy Bạch Sùng tới liền đứng dậy trước, cầm tay Bạch Sùng, giọng run run, thật không dễ, chàng trai trẻ à. Thật không dễ cho cậu, Dương thị trưởng. Trần Lâm thò đầu ra từ sau lưng, Bạch ca mệt rồi, để cậu ta ngủ một giấc đi. Được được được, Dương Quốc Vĩ lập tức gật đầu, tỏ vẻ hết sức thân thiết. Chàng trai trẻ à, cứ ngủ một giấc thật ngon, có cần gì thì cứ nói với chúng tôi, cũng không cần gì cả. Bạch Sùng ngượng ngùng trả lời, nghĩ rồi lại bỗng nhớ ra, có cá cơm khô không ạ? Nụ cười của Dương Quốc Vĩ cứng lại trên mặt, giờ này muốn tìm được cá cơm khô cũng không dễ. Ông ta nhìn con mèo trong lòng Bạch Sùng, con mèo này bỗng dưng xuất hiện, xem thái độ của Bạch Sùng thì nhất định là nó có lai lịch không vừa. Dương Quốc Vĩ không dám sơ sót, đành phải nói, để tôi cho người tìm xem. Cảm ơn, Bạch Sùng rụt rè gật đầu, tôi sẽ lấy đồ để đổi. Bạch Sùng được mọi người đưa tới chỗ một căn biệt thự. So với diện tích bình quân đầu người chưa tới 2,5 mét vuông của căn cứ thì căn biệt thự này đúng là xa hoa. Trần Lâm đưa Bạch Sùng tới biệt thự, mang theo đồ đạc vào, không ngừng lảm nhảm, kẻ mạnh có đãi ngộ của kẻ mạnh, nhờ hưởng sái của cậu nên tôi mới được ở trong này, sau này chuyện lớn chuyện nhỏ gì của cậu, tôi đều gánh vác giúp cậu hết. Cậu có muốn đi tắm không? Đưa mèo cho tôi. Vừa nghe tới câu này, Bạch Sùng lập tức trở nên căng thẳng, ôm Diệp Trần lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Trần Lâm, anh đừng hòng cướp mèo của tôi. Trần Lâm, chắc anh ta gặp phải một tên thần kinh mất rồi, vân vân vân. Trần Lâm giơ tay lên, tôi không cướp mèo của cậu, nhưng mà cậu muốn đi tắm thì cũng phải thả mèo xuống chứ. Vừa nghe đến tắm, Diệp Trần lập tức xù lông, cào ngay một phát, Bạch Sùng bị đau. Lỏng tay ra, Diệp Trần liền nhảy xuống, nhảy phát lên trên nóc tủ, thái độ kiểu ta tuyệt đối không xuống đâu. Bạch Sùng ôm miệng vết cào, ai oán bảo, tôi đâu có định mang. Em có thể đừng kích động như vậy không? Diệp Trần không nói gì, thờ ơ nhìn hai kẻ bên dưới. Bạch Sùng thở dài, tôi đi tắm đây, em đừng chạy lung tung. Nói xong, Bạch Sùng liền đi vào phòng tắm. Bạch Sùng vừa đi, Trần Lâm liền sáng tới gần tủ, kêu meo meo mấy tiếng dụ Diệp Trần, mèo con à, Bạch Tiểu Trần ơi, xuống đây cho anh ôm đi. Diệp Trần phớt lờ anh ta, cúi đầu liếm liếm bàn chân. Trần Lâm ngẫm nghĩ một hồi, lấy cá cơm khô trong không gian ra, mèo con, ôm một cái thôi, lát anh cho mày ăn cá cơm khô.
Trần Lâm nói xong liền cảm thấy mình cũng hóa thành thằng ngốc chẳng khác gì bạch sùng, tự dưng đi nói chuyện với một con mèo. Nghĩ rồi, anh ta liền lắc lắc cá cơm khô dụ Diệp Trần, mùi cá cơm khô thơm thơm làm cánh mũi Diệp Trần phập phồng. Cô cố ngăn mình không được bổ nhào tới, tao nhã nhảy xuống, dẫm lên đầu Trần Lâm, công cá cơm khô trong tay Trần Lâm đi, nhảy xuống sofa ngồi ăn. Trần Lâm chạy lại, tranh thủ lúc Diệp Trần đang ăn cá cơm khô liền vuốt vuốt lông, vừa vuốt vừa phấn khích kêu lên, đúng là mèo, đáng yêu thật, lâu lắm rồi mới lại thấy mèo. Diệp Trần mặc kệ anh ta, Trần Lâm lấy cuộn len trong không gian ra, lắc lắc trước mặt Diệp Trần, có muốn chơi cái này không, ngu ngốc. Diệp Trần quay đầu đi, tiếp tục ăn cá. Trần Lâm quay sang theo, cầm gậy trêu chọc mèo khều cô, cái này thì sao, đần độn. Diệp Trần lại quay đầu đi một lần nữa, Trần Lâm lại ngẫm nghĩ một hồi, lấy bút laser ra tính chơi với Diệp Trần như kiểu anh ta từng thấy trong video. Diệp Trần ăn hết cá cơm khô, nhìn thấy bút laser liền biết ngay Trần Lâm định làm gì, lập tức nổi cáu, cào ngay một phát lên mặt Trần Lâm, giận dữ kêu một tiếng, mèo, ngươi tưởng bố là đồ ngu sao, nhưng mà một tiếng mèo đầy giọng trẻ con kia, cho dù bị cào mặt, Trần Lâm vẫn đắm chìm trong sự đáng yêu của nó, ôm mặt bảo, đáng yêu quá, kêu thêm tiếng nữa đi, Diệp Trần, nói xong. Trần Lâm liền cầm hai bàn chân nhỏ của cô hôn, ngoa a, còn chưa hôn được, một người một mèo liền nghe thấy tiếng quát to, anh đang làm gì, đấy, Trần Lâm vừa ngẩng đầu lên liền ăn ngay một chiếc dép lê bay tới đáp vào mặt, lệch cả người, bạch sùng quấn khăn tắm quanh nửa người dưới, nhảy lò cò lại nhặt dép, sốt ruột hỏi, hắn không làm gì em chứ, có phải hắn định ăn hiếp em không, Trần Lâm. Bạch sùng quay đầu lại, nhặt dép lê, phẫn nộ lên án, ngay cả một con mèo anh cũng không buông tha, đồ cặn bã. Trần Lâm choáng váng, còn chưa kịp nói gì đã thấy bạch sùng hùng hổ mang Diệp Trần đi mất. Diệp Trần nằm trong lòng bạch sùng liếm móng vuốt, liếc mắt nhìn lại, giống như đang nói, ngu ngốc. Bạch sùng ôm Diệp Trần về phòng, đặt cô xuống giường, đi tìm quần áo. Diệp Trần nhận ra hình như Bạch Sùng đang giận, liếm liếm chân bảo, anh giận gì thế, Bạch Sùng cứng người, lấy áo ngủ ra, hậm hực bảo, em tự kiểm điểm đi, kiểm điểm gì chứ, Diệp Trần nhíu mày, tôi làm anh mất mặt lắm sao, Bạch Sùng vốn đang định xin lỗi, nghe nói vậy liền nghẹn lời, vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, thay đồ xong đi ra, bế Diệp Trần, vào nhà tắm. Anh làm cái gì thế? Diệp Trần hét toáng lên, Bạch Sùng không nói gì, dùng dị năng hệ thực vật của mình biến ra dây mây, chói cứng tứ chi của Diệp Trần lơ lửng giữa không trung, rồi nước lên lông cô, trả thù, anh trả thù tôi, Diệp Trần gào lên, Bạch Sùng, đồ khốn, sao anh dám trả thù tôi như vậy? Sao anh dám dùng loại cực hình này tra tấn tôi? Đồ vô lương tâm, anh... Một chàng dài các lời mắng chửi tuôn ra từ miệng Diệp Trần, Bạch Sùng nhếch môi, càng nghe càng tức, Diệp Trần đã dùng quá nhiều sức nên ngay cả hình người cũng không biến nổi, càng miễn bàn tới chuyện phản kháng. Cuối cùng, tới lúc bộ lông sạch sẽ được sấy khô, nửa câu cô cũng không nói nổi, cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tôn nghiêm bị xâm phạm, cô không mắng chửi, cũng không phản kháng nữa, chẳng qua lúc Bạch Sùng ôm cô. Cô liền nhảy xuống, nằm co ở một góc sofa, Bạch Sùng nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, không nhịn được bảo, chẳng qua chỉ là tắm rửa một chút, Diệp Trần lừ lừ nhìn anh ta một cái, nằm cuộn trong sofa, sofa kê dựa gần cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, Diệp Trần nhìn ánh trăng, trông như thể sắp sửa hóa sói, hú lên một tiếng đến nơi, Bạch Sùng thở dài, được rồi, xin lỗi em. Diệp Trần lạnh lùng mở miệng, Bạch Sùng cũng cáu, cười lạnh bảo, được, tôi cút, em giỏi nhất, cứ nằm đó ngủ một mình đi, lạnh chết em đi, nói xong, Bạch Sùng liền lên giường, ngủ. Diệp Trần nhìn ánh trăng, cảm giác nước mắt sắp trào ra, trước kia, nhân vật phản diện tốt biết bao, sao giờ lại không nghe lời cô nữa vậy,
biết rõ cô không thích tắm còn cứ ép cô phải tắm, giờ cô giận cũng không chịu dỗ cô, vừa rồi vốn cô đã định sẽ tha thứ cho anh ta rồi, chỉ cần anh ta nói thêm một câu nữa thôi là được, thế nhưng, một câu anh ta cũng không chịu nói thêm, chắc có lẽ vì cô là mèo, trong lòng anh ta chẳng yêu cô là bao, Diệp Trần càng nghĩ càng thấy tủi thân. Là minh chứng tiêu biểu cho cái gọi là diễn biến tâm lý nửa giờ đồng hồ sau khi cãi nhau với tôi, bạn gái tôi nghĩ những gì, từ chỗ anh ta dám ép chậm tắm rửa nhanh chóng biến thành anh ta không thương tôi, hai chúng tôi không hợp nhau, chắc không nên ở bên nhau nữa, Diệp Trần đau lòng ngủ thiếp đi, chờ Diệp Trần ngủ say, Bạch Sùng mở mắt, lặng lẽ rón rén xuống giường, bế Diệp Trần về giường. Cẩn thận đắp chăn cho cô, cúi đầu hôn cô, thì thầm bảo, tiểu bá vương, rồi đi ngủ, ngủ một mạch tới sáng, có người gọi cửa đánh thức Bạch Sùng sợ làm Diệp Trần tỉnh giấc nên vội chạy đi mở cửa, vừa mở cửa, anh ta liền trông thấy vợ chồng Bạch Nguyên đứng ở cửa, chờ một chút, Bạch Sùng đóng cửa, đi thay đồ rồi quay trở lại phòng khách dưới nhà, Bạch Sùng vừa vào phòng khách, mẹ cậu ta liền nhào tới, con ơi, con không sao chứ, vẫn ổn chứ, Bạch Sùng sững người, mẹ cậu ta ôm cậu ta khóc đứt hơi, Bạch Sùng đỡ bà đi sang một bên, từ tốn bảo, ngồi trước đã ạ, thái độ bình tĩnh của anh ta khiến vợ chồng Bạch Nguyên cảm thấy bất an, sau khi mọi người đã ngồi ổn, Bạch Nguyên mới rụt rè mở lời, tiểu Sùng, lúc đó, cha mẹ, tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Bạch Sùng giơ tay ngắt lời họ, Bạch Nguyên im lặng, ngơ ngác nhìn Bạch Sùng cười nhếch mép đầy mỉa mai, hai người là cha mẹ ruột của tôi sao, chương 117, luôn là mèo của cậu 12 bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, vợ chồng Bạch Nguyên không nói được câu nào, mẹ Bạch Sùng nức nở, úp sấp xuống tay vịn sofa khóc tức tưởi, Bạch Nguyên run run mất mấy môi, mấy lần chừng như sắp định nói. Cuối cùng lại không nói gì cả, nói thử xem, Bạch Sùng lãnh đạm cất lời, lúc đó hai người nghĩ gì, anh ta có ký ức và cảm xúc của Bạch Sùng gốc nên vào khoảnh khắc vợ chồng Bạch Nguyên đóng cửa lại đó, ngoại trừ giật mình, cảm giác sợ hãi và buồn đau của Bạch Sùng gốc cũng ùa tới, có điều, anh ta không phải là Bạch Sùng chân chính, nỗi đau ấy cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Anh ta có thể hiểu được việc cha mẹ hốt hoảng đào tẩu, là một người con, trong nháy mắt ấy, anh ta thậm chí còn cảm thấy may mắn, thế nhưng, trong khi bỏ chạy còn khóa cứng luôn lối ra duy nhất lại, bất kể thế nào, đều khó lòng cho qua, anh ta muốn một lời giải thích, anh ta không hiểu, làm cha làm mẹ sao có thể làm ra chuyện như vậy, Bạch Nguyên nãy giờ không nói gì, Bạch Sùng lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Bạch Nguyên nhắm mắt lại, có lẽ đã chuẩn bị đủ về tâm lý, lúc ấy, là cha khóa, mẹ Bạch Sùng nghe xong lập tức càng khóc to hơn, giọng Bạch Nguyên khàn khàn, con không có dị năng, cha biết, con bảo con ở lại chặn nó, cha liền nghĩ con không thoát được, cái thứ đó mãi giờ mới xuất hiện, cha đoán là vì nó không mở được cánh cửa này, vậy nên ông mới khóa lại, Bạch Sùng gật đầu. Khoanh hai tay trước ngực, thái độ bình tĩnh, hiểu rồi, đối diện với sinh tử mới biết được sức nặng của một người trong lòng mình, thế nhưng, tôi vẫn không hiểu, cha mẹ người khác không phải đều không màng sống chết để cứu con cái hay sao, sao hai người không hề nghĩ, sau khi tôi chết, hai người sẽ thế, nào, cha nghĩ rồi, Bạch Nguyên cúi đầu, anh con ở căn cứ thành phố B có dị năng hệ hỏa, kiếp trước, Bạch Nguyên còn chưa tới được căn cứ đã bị sát hại, Bạch Sùng cả đời cũng chưa từng gặp người anh này, lúc anh ta tới thành phố B, người anh này đã mất, Bạch Sùng biết số phận đã an bài, anh ta lẳng lặng nhìn cặp vợ chồng, nghe Bạch Nguyên thuật lại suy nghĩ của ông ấy lúc đó, con đã chết chắc, thế thì chẳng bằng kéo dài thêm cho bọn ta chút thời gian, Bạch Sùng không nói gì, anh ta im lặng lắng nghe. Cảm nhận phần tình cảm trong nội tâm thuộc về Bạch Sùng gốc dần dần biến mất. Cậu ta đã từng rất yêu hai người. Bạch Sùng hờ hững lên tiếng. Bạch Sùng gốc không phải là người tốt nhưng vì kỳ vọng của cha mẹ, cậu ta bằng lòng trở thành người tốt.
cha mẹ cậu ta vẫn sống như hiện giờ và cha mẹ anh ta bị giết như trong kịch bản. Bạch Sùng không biết, đối với Bạch Sùng gốc, kết quả nào khiến cậu ta cảm thấy đau lòng, tuyệt vọng hơn. Bạch Sùng im lặng, cẩn thận cảm nhận cảm xúc của Bạch Sùng gốc rồi từ tốn hỏi, hai người tới tìm tôi để làm gì? Cha chẳng qua chỉ muốn biết, con sống có tốt hay không? Bạch Nguyên khàn khàn đáp. Bạch Sùng bình thản hỏi, còn gì nữa? Không ai nói gì một lúc lâu, cuối cùng mẹ Bạch Sùng rụt rè hỏi, con có đi thành phố B nữa không? Bạch Sùng đứng dậy, hờ hững nói, hai người về đi, Tiểu Sùng. Bạch Nguyên đuổi theo, Bạch Sùng phớt lờ ông ta, đi lên tầng trên. Bạch Nguyên kéo người Bạch Sùng lại, Tiểu Sùng, cha mẹ sai rồi, lúc đó cha mẹ quá sợ hãi, cha mẹ có lỗi với con. Anh trai con giờ đang ở thành phố B, chúng ta đi cùng nhau đi, cả nhà mình đoàn viên. Tiểu Sùng, con đừng cảm tính thế. Bạch Sùng, thấy không sửa được người. Bạch Nguyên liền kéo giật người Bạch Sùng lại, vung một cái tát. Bạch Sùng sững người, đó là phản ứng bản năng xuất phát từ tận đáy lòng của Bạch Sùng gốc. Đứng trước sự giận dữ của người cha, con cái thường bất giác thuần phục theo. Sau tiếng bạc tai, tất cả mọi người đều sững sờ. Bạch Nguyên tuy có hơi hoảng hốt nhưng vẫn cao giọng như cũ, quát lên, tao là cha mày, mày còn muốn thế nào nữa? Bạch Sùng không trả lời, anh ta ôm mặt, đang định mở miệng thì bỗng có một người xuất hiện, đá vào người Bạch Nguyên, lạnh lùng quát, cút. Mọi người ngẩn ra, mẹ Bạch Sùng hoảng hốt la lên, là cô, cút đi. Diệp Trần đứng chắn đằng trước, giọng lạnh lùng. Bà Bạch đỡ Bạch Nguyên đứng dậy, vừa cuống vừa tức. Tiểu Sùng, con điên rồi sao? Đây là cha con. Sao con có thể để người ta đánh ông ấy như vậy được? Người là do tôi đánh. Diệp Trần lành lạnh bảo, không phải do có ai bảo tôi đánh. Các người còn lắm lời nữa. Đừng trách tôi động thủ. Chúng ta đi, chúng ta đi. Bà Bạch vội đáp, dìu Bạch Nguyên đi về. Diệp Trần nhìn theo họ, bỗng nhiên gọi, này. Vợ chồng Bạch Nguyên mừng rỡ quay đầu lại, tưởng rằng Diệp Trần định giữ họ. Không ngờ Diệp Trần lại bảo, hai người biết không, gương đã vỡ, không bỏ công sức ra thì không gắn lại được đâu. Vợ chồng Bạch Nguyên, cứng người. Diệp Trần nắm tay Bạch Sùng, quay người đi, lòng người cũng vậy. Nói xong, Diệp Trần liền kéo Bạch Sùng về phòng. Bạch Sùng bị cô nàng kéo đi, trong lòng thấy ấm áp. Diệp Trần kéo anh ta về phòng, mua thuốc trên trang mua sắm, khom lưng bôi thuốc cho anh ta, không cần phải chiều như vậy. Bạch Sùng ngượng ngùng, nghĩ mình cũng đâu phải là con gái. Diệp Trần không nói gì, thuốc của cô lành lạnh, bôi một chút liền hết đau, cô ở quá gần. Bạch Sùng ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào bức tranh ở bên cạnh, tìm một đề tài để nói, sao em lại biến thành người, đủ năng lượng rồi, Em đừng giận nữa, giận, xin lỗi. Bạch Sùng cảm thấy, bất kể đúng sai, giờ này phút này, anh ta đều tình nguyện cúi đầu, vì anh ta nghĩ, có lẽ sẽ rất khó tìm được một cô gái, đứng chắn trước mặt anh ta, đối xử với anh ta trông thì thô bạo nhưng lại cẩn thận, trông thì lạnh lùng nhưng lại dịu dàng như vậy. Anh ta mím môi, cố nén ý cười. Diệp Trần nhìn miệng vết thương của anh ta, thấy anh ta im lặng, ngẫm nghĩ rồi hỏi, buồn à? Bạch Sùng cúi đầu, nửa tươi cười nửa lại đắng cay, vẫn tốt mà. Diệp Trần cất thuốc mở đi, do dự một chút, cuối cùng biến về thành mèo con. Cô nhảy lên đùi Bạch Sùng, đặt móng vuốt vào lòng bàn tay để mở của anh ta, bàn chân của cô nho nhỏ, mềm mềm, êm êm, đặt lên thấy rất dễ chịu. Bạch Sùng vuốt lông cô, nắm bàn chân nhỏ của cô. Nghe cô gượng gạo bảo, đừng buồn, tôi vẫn luôn là mèo của anh. Bạch Sùng thoáng ngạc nhiên, Diệp Trần nghiêng mặt đi, có vẻ là ngượng ngùng, có tôi ở bên anh rồi. Chương 118, luôn là mèo của cậu 13. Bạch Sùng nghe xong lời này của Diệp Trần, trong lòng thấy ấm áp. Tuy cô nàng vừa kỳ lạ lại vừa kiêu ngạo nhưng vào thời khắc mấu chốt, cô sẽ đứng ra không chút chần chừ, nói những lời rất mực dịu dàng. Trong lòng cô có một cán cân,
biết làm thế nào bắt nạt anh ta mà lại khiến anh ta cam tâm tình nguyện bị bắt nạt, biết lúc nào có thể nói ác khẩu, lúc nào thì không. Bạch Sùng Chu miệng thơm cô, Diệp Trần giơ chân lên, dùng đệm thịt cẳng lại, Bạch Sùng phớt lờ cô, tiếp tục thơm, Diệp Trần tiếp tục đẩy, anh muốn làm gì, cái đồ biến thái này. Bạch Sùng bị mắng lại còn cười khì khì, mặc kệ sự ngăn cản của cô, vẫn cố sống cố chết hôn một cái. Diệp Trần bị thơm xong cái đầu tiên thì không buồn ngăn nữa, mang bộ mặt kiểu như tâm như cho tàn để cho Bạch Sùng hôn tiếp cái thứ hai, cái thứ ba. Hôn một hồi, Bạch Sùng đưa cô đi rửa mặt rồi ôm cô đi ra ngoài. Dương Quốc Vĩ tới tìm Bạch Sùng, nói với anh ta, cậu Bạch này, sau này cậu có dự tính gì chưa? Bạch Sùng nghĩ rồi đáp, tôi muốn tới thành phố B. Dương Quốc Vĩ tỏ vẻ thất vọng ra mặt nhưng cũng không có gì bất ngờ, gật gù bảo, cũng phải, giờ người có tài đều tới thành phố B, bên thành phố B cũng đã nghe nói về cậu rồi, ra lệnh cho chúng tôi phải khuyên cậu qua đó. Nói xong, Dương Quốc Vĩ thở dài, nhân tài đều bị thành phố B lấy đi hết. Cái căn cứ nhỏ này thực sự không cầm cự nổi, không biết sau này còn có gặp lại nữa không. Bạch Sùng không nói gì, trong lòng cân nhắc, trong bốn chỉ tiêu của nhiệm vụ, tiền tài, danh vọng, mỹ nhân, địa vị, ở thành phố B, anh ta có thể trở thành người mạnh nhất thế giới nhưng rất khó trở thành người có được bốn điều này cao nhất thế giới. Trong thế giới gốc, Trần Lâm làm lính chiến một thời gian ở thành phố B, sau khi được thăng lên làm thiếu tướng thì tiến hành chính biến, trở thành người lãnh đạo của một số căn cứ, sau đó dần hoàn thành bốn chỉ tiêu. Anh ta vốn cũng định đi theo con đường này nhưng lời Dương Quốc Vĩ nói đã khiến anh ta nảy sinh một ý tưởng mới. Nếu ngay từ đầu anh ta đã có một căn cứ của riêng mình rồi thì sao? Lời của Dương Quốc Vĩ chính là nguyên nhân sau này rất nhiều căn cứ ly khai quyền kiểm soát của thành phố B. Một căn cứ nhỏ vốn đã khó tồn tại, còn phải bơm máu cho căn cứ lớn, bị ép đến đường cùng. Không còn cách nào nữa thì chỉ còn lại một con đường duy nhất là phản kháng. Anh ta ngẫm nghĩ rồi thử thăm dò Dương Quốc Vĩ, nếu các ông không cầm cự được nữa thì sẽ làm thế nào, còn có thể làm thế nào. Dương Quốc Vĩ ngẩng đầu nhìn anh ta đầy vẻ sâu xa, chỉ còn đường chết. Dương trạm trưởng, Bạch Sùng ôm mèo, vuốt lông Diệp Trần, Diệp Trần kêu gờ rờ ư buồn ngủ. Bạch Sùng cúi xuống nhìn Diệp Trần, hờ hững nói, sống khổ như vậy, chi bằng giả vờ như không tồn tại, sau này lại tính, giờ thông tin liên lạc bất tiện, xác suất gặp phải đợt tấn công ồ ạt quy mô cực lớn của zombie của căn cứ nhỏ gần như bằng không, một căn cứ bị mất liên lạc sẽ bị coi là không còn tồn tại. Dương Quốc Vĩ nghe cậu ta nói vậy, mắt sáng hẳn lên nhưng vẫn kiềm chế bản thân. Giả vờ như không tồn tại sẽ mất hẳn sự trợ giúp từ thành phố B, căn cứ không có lực lượng nòng cốt, thực sự, khó mà cầm cự được. Bạch Sùng cười cười, hiểu ý Dương Quốc Vĩ, bèn nói trắng ra, đều là người thông minh, không cần phải vòng vo nữa, ông thực sự cam lòng để mọi thứ tốt nhất đều dâng cho thành phố B sao? Cùng với sự tiến hóa của zombie, các căn cứ loại nhỏ hiện giờ gần như không còn năng lực đánh trả nữa. Mỗi lần zombie tiến hóa là lại xuất hiện một cuộc tấn công ồ ạt quy mô cực lớn của zombie. Chuyện ngày hôm qua ông cho là ngẫu nhiên sao? Thực tế, trên đường đến đây, chúng tôi đã gặp một zombie vừa tiến hóa lên cấp 4, phải đối mặt với zombie cấp 4, mà tất cả những người có dị năng mạnh lại đều đã chuyển tới thành phố B. Thành phố B lại khó lòng trợ giúp nhanh cho căn cứ. Chuyện này có công bằng không? Dương Quốc Vĩ không trả lời. Ông ta trầm tư rất lâu. Cuối cùng hỏi, cậu muốn thế nào? Bạch Sùng ôm mèo, dựa lưng vào ghế. Tôi làm quân vương, ông làm thủ tướng. Hành chính do ông quản. Quyền quyết định và quân đội thuộc về tôi. Dương Quốc Vĩ cười mỉa mai. Cậu thấy dị năng của mình giỏi lắm hay sao? Tôi là toàn hệ dị năng. Bạch Sùng cười tủm tỉm. Hơn nữa, hiện giờ tối thiểu tôi đã là dị năng trên cấp 5, chẳng những tôi có thể bảo vệ căn cứ này mà thậm chí còn có thể chi viện cho căn cứ này. Ông dựa vào thành phố B thì được gì?
vũ khí nóng, nghiên cứu khoa học, người mang dị năng, lương thực thực phẩm, tất cả tôi đều có thể cho ông, cậu đừng nói phóng đại lên thế. Dương Quốc Vĩ run run giọng, Bạch Sùng dùng dị năng quan sát khu vực xung quanh rồi đứng dậy bảo, tự ông nghĩ đi, Dương trạm trưởng, 5 giờ chiều tôi sẽ đi, muốn thế nào, ông nghĩ xem. Nói xong, Bạch Sùng đứng ở cửa, quay đầu cười với Dương Quốc Vĩ, Dương trạm trưởng, người quý ở chỗ tự biết mình, trong cảnh mạc thế này, sức mạnh tuyệt đối mới là tiêu chuẩn của sinh tồn. Anh ta nói xong lời này, Diệp Trần rất nể tình, nhảy khỏi người Bạch Sùng, trong chớp mắt liền biến thành một thiếu nữ, cung kính đi theo sau Bạch Sùng đi ra ngoài. Dương Quốc Vĩ hít một hơi thật sâu, cô gái dị năng mà ông ta tưởng đã chết hóa ra là một con mèo, còn là mèo của Bạch Sùng. Nói cách khác, có được một Bạch Sùng, thực ra là có được hai kẻ mang dị năng siêu cấp có thể đơn thương độc mã giải quyết cuộc tấn công ồ ạt quy mô cực lớn của zombie. Đây tuyệt đối là chuyện chưa từng có ở bất kỳ căn cứ nào trên thế giới. Dương Quốc Vĩ suy nghĩ một lúc, sốt ruột triệu tập hội nghị khẩn cấp, gọi mọi người tới. Lúc Bạch Sùng quay về biệt thự, Trần Lâm đang thu dọn hành lý. Đi đâu thế? Thành phố B chứ đâu? Không định ở lại à? Cậu định ở lại hả? Trần Lâm ngạc nhiên, Bạch Sùng dựa vào khung cửa, ôm con mèo do Diệp Trần biến về nhìn Trần Lâm, lắc lắc đầu bảo, tôi không biết, theo tôi thì, Trần Lâm ngồi xuống giường, miêu tả sinh động như thật, tôi nói cho cậu biết nhé, thành phố B vừa lớn vừa an toàn, gì cũng có, với năng lực của hai chúng ta, tới đó nhất định có thể trở thành người có tiền có quyền có đàn bà, mèo. Diệp Trần hung dữ meo một tiếng, Trần Lâm bật cười, con này của cậu đâu phải là mèo chứ, rõ ràng là bạn gái, đúng là bạn gái, Bạch Sùng đáp luôn, và rồi, bị cào, Trần Lâm bật cười, đứng dậy định sờ Diệp Trần, Bạch Sùng lập tức cảnh giác bước lùi lại, Trần Lâm ngượng ngùng không biết làm, thế nào, đành giơ tay bảo, được được được, bạn gái của cậu, tôi không sờ, có điều, nói thật, Trần Lâm nhíu mày, cậu không đi thật hả, anh đi trước đi, hôm nay đi sớm một chút, tôi xem tình hình thế nào rồi sẽ đuổi theo anh, được rồi, Trần Lâm nhún vai, đi thu dọn hành lý, Bạch Sùng nghĩ rồi bảo, giúp tôi một chuyện nhé, nói đi, giúp tôi đưa cha mẹ tôi tới thành phố B, Trần Lâm cười lạnh một tiếng, không trả lời, Bạch Sùng thở dài, chung quy cũng vẫn là cha mẹ. Tới được chỗ anh trai tôi rồi thì sẽ không bao giờ gặp nữa. Xin giúp cho. Trần Lâm không trả lời. Bạch Sùng vẫn biết anh ta đã đồng ý. Dù sao cũng là nhân vật chính. Căn bản đều là người tốt. Sắp xếp xong cho vợ chồng Bạch Nguyên. Bạch Sùng mang Diệp Trần về phòng. Ngồi chơi với mèo. Anh ta chải lông cho Diệp Trần. Kể chuyện cổ tích cho Diệp Trần nghe. Ánh mặt trời ấm áp. Diệp Trần tựa lên đùi anh ta. Mắt liêm diêm. Hờ hững bảo, Bạch Sùng, tôi tưởng anh là người cứng rắn, hóa ra là ngoài cứng trong, mềm. Diệp Trần, không ai có trách nhiệm phải tốt với ai cả, trách nhiệm của cha mẹ với con cái đã kết thúc khi cô 18 tuổi rồi. Sau khi tròn 18 tuổi, cha mẹ không có nghĩa vụ phải chết thay cô, không có nghĩa vụ phải không quản gian nguy vì cô, không có nghĩa vụ phải vì cô mà phấn đấu quên mình. Cái sai lớn nhất của vợ chồng Bạch Nguyên không phải là bỏ chạy mà là không chỉ bỏ chạy, còn khóa luôn cả cửa. Tuy vậy, cái sai này không lớn tới mức khiến tôi xóa sạch tình yêu thương bao năm qua dành cho họ. Dù sao họ cũng đã đối xử tốt với tôi rất nhiều năm. Tuy không tốt như trong tưởng tượng của tôi nhưng cũng không thể là lý do để tôi oán hận họ. Diệp Trần không nói gì, cô mở mắt ra, lẳng lặng nhìn tên thánh phụ này. Diệp Trần bỗng phát hiện, Bạch Sùng còn lương thiện hơn cả trong tưởng tượng của cô, thậm chí còn đạt tới cả tiêu chuẩn của một nhân vật chính. Cô căn bản không cần phải cố công làm gì, chỉ cần cứ thế đi theo hết các diễn biến lớn của thế giới. Nhân vật phản diện này không có khả năng hắc hóa, không có khả năng đi chệch đường, nhưng đi kèm với lương thiện và bao dung thường thường lại là rất nhiều thất vọng và tổn thương. Hiểu thì hiểu nhưng đừng nói ra, tránh làm người ta đau lòng.
Diệp Trần đặt bàn chân lên mu bàn tay Bạch Sùng. Bạch Sùng cúi đầu nhìn cô. Gì thế? Tôi sẽ tốt với anh. Diệp Trần hờ hững nói. Bạch Sùng ngẩn người. Cô lại nói thêm. Tôi nói thật với anh. Tôi cực kỳ có tiền. Anh đừng lo. Đủ để nuôi anh. Bạch Sùng. Anh ta có ảo giác mình đến thế giới này không phải để làm nhiệm vụ mà là để đi chơi. Thế giới này có phú bà Diệp Trần bao nuôi anh ta. Anh ta không hề nghi ngờ, có lẽ chẳng cần anh ta làm gì, chỉ cần được phú bà Diệp Trần bao nuôi là đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Diệp Trần nói chuyện luyên thuyên với Bạch Sùng, qua giờ cơm trưa, buổi chiều Trần Lâm bị Bạch Sùng thúc đi. Trần Lâm xị mặt, theo lời Bạch Sùng nhờ vả, qua chỗ vợ chồng Bạch Nguyên ở, vợ chồng họ thuê trọ ở một xóm nghèo, đồ trên, người đều đã bị cướp đi. Hai vợ chồng ngồi co ro trong xó nhà. Trần Lâm tới chỗ họ. Sầm mặt gọi. Lên xe đi. Bạch Sùng nhờ tôi đưa hai người tới thành phố B. Vợ chồng Bạch Nguyên giật mình. Vội vàng đứng dậy. Vừa đi vừa bảo. Chúng tôi biết ngay là Tiểu Sùng sẽ không bỏ chúng tôi lại mà. Nó từ nhỏ đã hiếu thuận rồi. Ba người ra tới ngoài cửa. Leo lên xe. Lên xe rồi vợ chồng Bạch Nguyên mới phát hiện Bạch Sùng chưa tới. Bà Bạch sốt ruột hỏi, Tiểu Sùng đâu, cậu ta bảo sẽ đi muộn hơn, thế có đi không đây? Trần Lâm hơi khó chịu, vợ chồng Bạch Nguyên nghĩ một hồi, bà Bạch bảo, không được, Tiểu Sùng không tới chúng tôi không đi, chúng tôi đã bỏ nó lại một lần rồi, không thể lại bỏ lần hai được. Bạch Nguyên không nói gì, ông ta nghĩ ngợi rồi xuống xe, tôi đợi cho, Bạch Nguyên mệt mỏi bảo với vợ, bà đi trước đi. Bà Bạch gắng cầm nước mắt, chần chừ một lúc rồi gật đầu. Tôi chờ hai người ở thành phố B, ông phải đưa con về cùng đấy. Từ từ giải thích tử tế với nó. Nó nghe lời, lắm. Bạch Nguyên gật đầu, Trần Lâm chở bà Bạch đi. Khoảng 5 giờ chiều, Bạch Sùng bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng zombie gào thét. Trong căn cứ bắn đầu loạn lên, khắp nơi là tiếng kêu la sợ hãi. Zombie, nhiều zombie quá. Dương Quốc Vĩ nhận được tin, sốt ruột leo lên tường thành. Đúng là zombie thật, nhiều không biết là bao nhiêu, dần dần tụ lại, không đánh được. Căn cứ không chống nổi cấp độ tấn công này. Dương Quốc Vĩ run rẩy hai chân, ông ta đứng trên tường thành, dường như đã nhìn thấy viễn cảnh căn cứ bị diệt. Thế rồi, ngay trong nháy mắt, ông ta bỗng nghĩ tới lời Bạch Sùng nói hồi sáng. Cậu ta đợi tới 5 giờ, 5 giờ, Bạch Sùng đã biết trước giờ này sẽ có zombie xuất hiện, cậu ta đã đoán được, đây là thời cơ để cậu ta thể hiện thực lực của mình. Dương Quốc Vĩ chạy hộp tốc xuống tường bao, đi tìm Diệp Trần và Bạch Sùng đang chuẩn bị ra khỏi thành. Tôi đồng ý với cậu, Dương Quốc Vĩ giữ người Bạch Sùng, trịnh trọng nói, cho cậu căn cứ, nhưng cậu phải hứa. Sẽ bảo vệ tốt cho nó. Tôi không thể để nhiều người như vậy chết trong tay mình. Bạch Sùng cười. Tôi đi chuẩn bị một chút. Lúc này, Dương Quốc Vĩ mới phát hiện con mèo trong tay Bạch Sùng mặc một bộ quần áo giống áo choàng của hiệp sĩ trong chiến tranh giữa các vì sao. Trên đai lưng đeo hai thanh trường đao. Chỉ là một con mèo mà cũng toát lên phong độ ngời ngời. Diệp Trần lừ lừ nhìn sang. Nhìn gì? Chưa thấy mèo mặc quần áo bao giờ à? Dương Quốc Vĩ đã bảo là sau khi kiến quốc không được thành tinh cơ mà. Một bộ phim truyền hình chỉ được phát sóng trên tối đa hai kênh truyền hình. Tháng 9 và tháng 10 phải phát sóng phim đề tài yêu nước và chống phát xít, phản đối ngoại tình, tình một đêm. Phim thanh xuân vườn trường có thể xuất hiện yêu sớm nhưng không được phép hát e sau khi thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Động vật không được phép thành tinh, chương 119, luôn là mèo của cậu 14. Bạch Sùng bỏ qua sự kinh ngạc của Dương Quốc Vĩ, ôm Diệp Trần về phòng, để Diệp Trần ở phòng ngoài, đi về phòng mình, vào trang mua sắm mua một ít kẹo có màu đỏ, cắt ngón tay, nhỏ máu lên từng viên kẹo tẩm máu. Bạch Sùng run run, đi đổi thêm một ít bình xịt tạo mùi, bỏ vào trong một lọ thuốc. Trong lúc Bạch Sùng làm những việc này, Diệp Trần cũng lên trang mua sắm mua đồ. Cô mua cho mình một bộ trang bị, V
Vì thường xuyên biến đổi giữa thân mèo và thân người nên cô đã tìm mua trên trang mua sắm một sản phẩm có thể giải quyết vấn đề này. Nó sẽ căn cứ vào sự thay đổi kích cỡ cơ thể lớn nhỏ để biến hóa những thứ mang theo người theo đúng tỷ lệ. Trước đây cô có mua cho mình một bộ trang phục có tính năng ẩn hình để mặc trên người. Lúc làm mèo thì không có quần áo, lúc làm người lại có. Sau đó lại cảm thấy không đủ ngầu nên mới mua thêm bộ trang phục hiệp sĩ đang mặc trên người bây giờ. Áo choàng dài, trường đao, giày, cực kỳ phong độ. Sau khi mua hết đồ cho mình xong, vì ý thức được vào thời khắc mấu chốt này, chỉ mình và Bạch Sùng thì khá khó giải quyết vấn đề. Cần có thêm trợ giúp nên cô lập tức dốc tiền mua vũ khí nóng, bom, máy bay, súng máy, xe tăng, lưới điện. Mua xong đồ, Bạch Sùng cầm lọ thuốc đi ra. Diệp Trần mặc áo choàng nhỏ oai hùng nhảy lên cổ Bạch Sùng, lười biếng bảo, ra bãi đất trống, tôi có vài thứ cho anh. Bạch Sùng đi ra cửa, thấy Dương Quốc Vĩ vẫn đang ở cửa chờ. Bạch Sùng bảo Dương Quốc Vĩ lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Sau đó, trước mặt mọi người, Bạch Sùng nói, lần zombie tấn công này có quy mô trước nay chưa từng có. Ngoài số lượng zombie khổng lồ còn có thể có cả zombie cấp 2, cấp 3 và zombie cấp 4. Làm sao cậu biết? Có người chất vấn. Bạch Sùng cười, bởi vì tôi có thể nhận biết được. Nói xong, Bạch Sùng lấy ra một cái chai, thái độ điềm tĩnh. Thực ra dị năng của tôi không phải bỗng dưng mà có. Tôi đã nghiên cứu chế tạo được một ít thuốc. Thuốc này có thể giúp người ta có một tỷ lệ nhất định trở thành người có dị năng nhưng tỷ lệ này không cố định. Lần zombie tấn công này nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì quá áp lực. Tôi mong trong số mọi người có ai đó có thể đứng ra, trở thành bạn đồng hành của tôi. Nghe tới chuyện có thể trở thành người có dị năng, mọi người bất giác trở nên phấn khích. Những người đã có dị năng rồi vội vàng hỏi, thế đã có dị năng rồi thì sao? Uống thứ thuốc này có tác dụng gì không? Nó cũng có tác dụng ở một mức độ nhất định. Bạch Sùng nhún vai. Tôi chưa hề thử nghiệm trên quy mô lớn. Không thể trả lời được. Phiền mọi người phát xuất một thông báo để những người có mong muốn này thì tới quảng trường của căn cứ tập hợp. Tôi thấy ai thích hợp thì người đó sẽ được thử nghiệm. Mọi người liếc nhìn nhau. Có vẻ không muốn làm. Dương Quốc Vĩ sốt ruột. Đã là lúc nào rồi mà mọi người còn tranh đấu nội bộ, mau lên, đám người ngượng ngùng đứng dậy đi phát thông báo. Trong lúc mọi người tập hợp, zombie vẫn đang từng bước áp sát, đã thấy một đám đen nhung nhúc đằng xa. Diệp Trần và Bạch Sùng tới một bãi huấn luyện quân sự. Diệp Trần nhảy xuống khỏi người anh ta, nói với những người có mặt, xin tránh ra một chút, mọi người không ai hiểu gì. Liền thấy Diệp Trần đi dạo một vòng quanh nền đất, tiếp đó, cạch cạch, cạch cạch, một lượng lớn súng rơi xuống, nhóm Dương Quốc Vĩ trợn tròn mắt nhìn sang Bạch Sùng làm bộ như đã biết từ trước, ra sức diễn kịch, vờ thờ ơ bảo, cô ấy có dị năng không gian, nhóm Dương Quốc Vĩ cố hết sức tỏ ra như thường, không ai muốn để Bạch Sùng coi thường mình là kẻ thiếu trải sự đời, ngay sau đó, Diệp Trần tiếp tục đi quanh nền đất một vòng nữa, 5 chiếc xe tăng thình lình xuất hiện, người nào người nấy đều há hốc miệng ra nhìn. Bạch Sùng trộm nghĩ, Diệp Trần đúng là có tiền, mấy thứ này trong trang mua sắm của anh ta căn bản không hề hiển thị, ngay cả tư cách mua hàng cũng không có. Thế nhưng, lúc này, Bạch Sùng vẫn phải ra sức giả vờ trấn tĩnh, không gian của cô ấy tương đối lớn. Đợi tới lúc Diệp Trần thình lình biến ra 2 chiếc phi cơ chiến đấu và một máy bay ném bom, Bạch Sùng thực sự không còn muốn nói gì nữa. Dương Quốc Vĩ đến lúc này cũng không muốn che giấu sự hâm mộ lẫn ganh tị của bản thân nữa. Thở dài bảo, Bạch trạm trưởng, con mèo này của cậu, mẹ, thật là giỏi chiêu tài. Bạch Sùng không nói gì, còn nói được gì nữa. Nhìn thái độ hờ hững của Diệp Trần, Bạch Sùng cảm thấy, là một tên được phú bà bao nuôi, anh ta phải tận chức hơn một chút. Thế là anh ta nhanh tay đi bế Diệp Trần lên, áp mặt tới, ra sức cọ cọ vào người cô. Mèo chiêu tài, cảm ơn mèo chiêu tài của tôi. Diệp Trần khinh khỉnh cho anh ta một cái tát, lạnh lùng nói, biến thái,
Sau khi có vũ khí, Diệp Trần lập tức biến thành hình người, bảo Dương Quốc Vĩ sắp xếp người trong quân đội tới, dẫn theo quân nhân và người có dị năng, phân phát vũ khí cho họ. Lên trên tường thành đóng quân, Diệp Trần thân mang áo choàng hiệp sĩ, tay gác trên trường đao, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, phong thái kiêu ngạo, bố đời, kết hợp với thái độ lãnh đạm của cô nàng khiến người ta nhìn thôi đã sợ. Dương Quốc Vĩ ra lệnh cho mọi người nghe theo sự chỉ huy của Diệp Trần. Diệp Trần bố trí, sắp xếp xong cho mọi người, đứng trên tường thành, phóng mắt nhìn đoàn quân zombie đông nghìn nghịt đang tiến tới. Gió mạnh cuốn theo cát bụi đập vào mặt, tà dương đỏ như máu, cát vàng bay đầy trời. Thấy zombie chỉ còn cách chưa đầy 3 km, Diệp Trần chỉnh tai nghe, ra lệnh, kim diều số 1, số 2 chuẩn bị, ném bom xong lập tức rút lui. Trong tai nghe có tiếng trả lời. Không bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, hai chiếc phi cơ chiến đấu mang theo hy vọng của mọi người, bay thẳng về phía quân đoàn zombie, chúng lượn thành vòng tròn, chút bom xuống, tiếng nổ ầm ầm. Vào lúc chúng chuyển hướng để quay về nơi xuất phát, một chiếc mạng nhện bắn ra từ dưới chỗ bọn zombie, bám vào thân máy bay. Đám mạng nhện này xuất hiện rất bất ngờ, vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Một tấm mạng nhện không ngờ có thể đạt tới độ cao đó. Sau khi mạng nhện phun trúng chim diều số 1, nó lập tức cuốn lấy máy bay và kéo xuống. Diệp Trần biết, đây là đòn tấn công của một zombie có cấp cao. Cô bình tĩnh nói, số 2 nhanh chóng rút. Kỳ thực không cần Diệp Trần nói, số 2 cũng đã nhanh chóng rút rồi. Tuy nhiên, mạng nhện lại tiếp tục bắn từ dưới đất lên. Số 2 ra sức tránh né, nôn nóng nói, không thể nào, tôi còn chưa kịp nói hết, số 2 đã bị trúng mạng nhện, nháy mắt bị lôi xuống. Lần này, Diệp Trần hành động nhanh hơn, ngay lúc mạng nhện dính vào thân máy bay, trường đao trong tay Diệp Trần lập tức phi tới, trường đao bay nhanh và chuẩn, chém đứt mạng nhện. Nhân cơ hội này, số 2 lập tức đào thoát về căn cứ. Về tới nơi, phi công tái mặt, Diệp Trần tới vỗ vai anh ta, nói nhẹ nhàng, đi nghỉ một lát đi. Nói xong, Diệp Trần đeo găng tay, nhìn một con nhện khổng lồ đang đứng trên một tảng đá ở đằng xa. Nó rung chân đắc ý, hung hăng nhìn căn cứ. Trong chớp mắt Diệp Trần nhìn nó, dường như nó cũng cảm nhận được. Quay đầu, con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, thét lên tiếng gào đặc trưng của lũ zombie. Diệp Trần cười gằn một tiếng. Đội mũ, leo lên tường thành, xoay người nhảy thẳng xuống, tôi đi tiễn nó một đoạn đường, cô nói đầy bình tĩnh. Chương 120, luôn là mèo của cậu 15. Diệp Trần nhảy khỏi thành, phóng về phía quân đoàn zombie đang chậm chậm dịch chuyển. Cùng lúc đó, con nhện mắt đỏ kia dường như cảm nhận được sát khí của Diệp Trần, nó cũng điên cuồng vọt tới chỗ cô, mang theo tinh thần quyết đấu. Trường đao trong tay Diệp Trần tuốt ra khỏi vỏ, nhảy vào giữa bầy zombie, lưỡi đao chém ngọt như bổ dưa thái rau, đám zombie xung quanh gục ngã thành từng đống. Diệp Trần bình thản nhìn chằm chằm vào con nhện khổng lồ kia, không hề sợ hãi. Con nhện khổng lồ đẩy đám zombie quanh mình ra, phi nhanh tới, hai bên giao đấu. Diệp Trần bổ một đao, con nhện khổng lồ nghênh đòn trực diện, phun nọc độc tới. Diệp Trần nhảy sang bên, đại đao tấn công về phía chân nhện, chất, dịch nhâm nhấp phun tung tóe. Diệp Trần tiếp tục nhảy sang bên, đồng thời trường đao trong tay xoay vòng, thu hoạch một loạt đầu zombie cô sẫm lên. Mặc dù nhện khổng lồ cùng hung cực ác nhưng động tác còn xa mới nhanh nhẹn bằng Diệp Trần. Dương Thu và Nghiêm Uy đứng trên cao quan sát, thấy Diệp Trần tới tới lui lui, vẻ mặt Dương Thu trông khá là nhăn nhó. Nhìn Diệp tỷ đánh nhện như vậy lại làm em nhớ tới chuyện hồi em còn nhỏ. Hồi nhỏ cậu làm sao? Nghiêm Uy móc một điếu thuốc ra châm lửa, nhìn bầy zombie đang dịch chuyển, chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Dương Thu nhăn mặt, con mèo hàng xóm chuyên ra đánh chó nhà em như thế. Mặc dù trong phim hoạt hình toàn là chó đuổi theo đánh mèo, nhưng thực tế thì, nếu không phải là con người cố ý can thiệp, căn bản toàn là mèo đi trêu chó trước. Nhảy từ tường cao xuống, tát ngay một vút rồi nhanh chân đào tẩu.
chó chỉ còn biết nổi điên chạy theo đằng sau. Diệp Trần đánh nhau với con nhện kia cũng theo kiểu gần gần như thế, tuy không có một chỗ cao để nhảy xuống nhưng động tác của Diệp Trần rất nhanh nhẹn, nhảy hết từ người con zombie này sang người con zombie khác, chặt một chân rồi lại nhảy ra xa, tới lúc cô chặt hết 8 chân, con nhện khổng lồ nằm lật ngửa, không còn công kích gì được nữa. Diệp Trần nhìn chằm chằm vào cặp mắt đỏ tươi của nó không còn chân, liều mạng giãy giụa trên nền đất, nhưng cũng giống như một con rùa không có 4 chân, căn bản không có đường sống nào cho nó. Diệp Trần đang định động thủ thì bỗng nghe nó rên lên một tiếng, sau đó, cô cảm nhận được có thứ gì đó chấn động ở phía xa xa, trực giác mách bảo chuyện chẳng lành. Diệp Trần cắm phập trường đao vào mình nhện, sau đó hộp tốc chạy thẳng một mạch về căn cứ, không còn bị Diệp Trần thu hút. Lũ zombie tập trung dồn sức tiến công về phía căn cứ, tốc độ nhanh hẳn lên, theo sát ngay đằng sau Diệp Trần. Không biết bọn zombie này bị làm sao mà con nhện kia vừa chết, khả năng hành động của bọn chúng liền tốt hẳn lên. Vậy nên cảnh mọi người nhìn thấy là một mình Diệp Trần, theo sau là một bầy zombie đông đảo, chạy như điên về phía căn cứ. Dương Thu hít sâu một hơi, điếu thuốc của Nghiêm Uy rớt xuống. Diệp Trần hô to, nổ súng đi, mẹ kiếp. Nghiêm Uy lập tức chạy lên tuyến đầu nã đạn, bắn pháo. Diệp Trần nhảy lên tường thành, tay người biến thành móng vuốt mèo cào lên mặt tường thành, nhanh tay trèo lên, lên tới nơi. Cô quay lại nhìn lũ zombie, nhíu nhíu mày, có phải bọn chúng vừa dị biến không? Có vẻ vậy. Dương Thu gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Đám zombie đồng tâm hiệp lực xô cửa thành, điểm chí mạng của zombie nằm ở đầu, từ chỗ này ra, tấn công bất kỳ chỗ nào khác cũng đều vô dụng, cho dù là bị mưa bom bão đạn cày nát cũng không ăn thua mấy, nhưng mà, giá của một cây súng tự động tương đối cao, Diệp Trần không mua được nhiều. Cô nhíu mày nhìn lũ zombie, lập tức ra chỉ thị, dẫn một nhóm người có dị năng cùng tôi ra cửa thành bày lưới điện. Zombie đồng tâm hiệp lực xô như vậy, cửa thành khó mà giữ vững. Giữa lúc này, rặng núi đằng xa lại ngầm rung lên khiến trong lòng Diệp Trần vô cùng bất an. Cô mua thêm một loạt súng laser cường lực, định bố trí toàn bộ ở cửa thành, hình thành lưới laser đan xen. Zombie lên con nào, cắt con đó. Súng laser vô cùng đắt đỏ, bỏ tiền ra mua chúng xong, cho dù mang tâm tính loài mèo, Diệp Trần cũng vẫn cảm thấy xót ruột vô cùng. May mà cô đã đi nhiều thế giới, đã là hội viên cấp cao của trang mua sắm, được tính tỷ lệ chiết khấu cao. Ở những thế giới trước, cô cũng cực kỳ tiết kiệm, cho nên mới có được khối tiền khổng lồ như hiện giờ. Cô dẫn một nhóm người có dị năng, mỗi người khiêng một súng laser, buộc dây thừng, thả người nhảy xuống giữa bầy zombie. Diệp Trần và nhóm người dị năng đứng tạo thành một vòng tròn, bảo vệ cho nhau, lùi dần lại về phía cửa thành. Nhóm Diệp Trần dùng vũ khí và cơ thể của chính mình để tạo ra một không gian cách ly cho vài người khác lắp đặt súng laser. Đúng lúc này, bỗng có mười mấy tiếng gào thét tương tự với tiếng kêu của con nhện khổng lồ vừa rồi. Mọi người lập tức biến sắc, trong tai nghe của Diệp Trần là giọng nói run rẩy của Dương Thu. Diệp tỷ, nhện cấp 4, 13 con, đang đi về phía chị. Diệp Trần lặng thinh không trả lời. 13 con nhện kia nếu thực sự tiếp cận được căn cứ thì thực sự là một mối uy hiếp quá lớn, nhất là hơn 20 người có dị năng của họ giờ lại đang bận trang bị súng laser cho cửa thành. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đáp, biết rồi. Nói xong, cô dặn dò người đứng bên một tiếng rồi nhảy lên người đám zombie, quan sát vị trí của bầy nhện, xách đao lao về phía đó. Song phương nhanh chóng giáp mặt, bầy nhện này rất có kỷ luật, dùng mạng nhện vây Diệp Trần lại. Diệp Trần nhảy tới nhảy lui, động tác của bọn chúng rất nhanh, số lượng lại đông. Diệp Trần chỉ còn nước tránh né liên tục không ngừng nghỉ. Chưa được bao lâu, thể lực đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Cô gian nan mãi mới giết được 4 con, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt. Lúc này, Bạch Sùng đã chọn xong người, cho họ uống thuốc có tẩm máu của anh ta. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau 10 phút,
Những người này ác có thể tiến hóa thành người có dị năng. Trong số thuốc này, có viên có máu của anh ta, có viên không có. Để tránh để lộ ra chuyện anh ta có cách đạt tỷ lệ chuyển hóa 100%, tránh quá gây ấn tượng, có vẻ giống như một thứ thuốc bình thường. Bạch Sùng để những người này lại, leo lên tường thành. Tâm tình anh ta đang khá tốt, mỉm cười hỏi, Diệp Trần đâu rồi? Dương Thu đưa tay chỉ, Bạch Sùng nhìn thấy ở đằng xa có một cái kén trắng khổng lồ như một con nhộng. Bạch Sùng thắc mắc, gì kia? Dương Thu cúi đầu, chị dâu, Bạch Sùng. Vừa dứt lời, Dương Thu liền thấy Bạch Sùng nhảy xuống, hô to về phía đó, tôi tới rồi đây, Diệp Trần, em phải kiên trì trụ vững, tôi tới đây, còn tiếp. Các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới. Mong các bạn đón nghe, like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.